Ok, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với chuyên đề hỏi đáp gia liễu hàng tuần. Và như đã thông báo với các bạn thì vào chủ nhật, đúng không? Chủ nhật thì khoảng tầm 7 giờ tối thì mình sẽ chia sẻ những cái vấn đề về da. Trong đấy thì có rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến vấn đề về thẩm mỹ, ví dụ như khô da, rồi nám da, tàn nhang, mụn trứng cá, lỗ chân lông to, rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, đúng không? Cách sử dụng mỹ phẩm như nào. Trong tuần vừa rồi thì mình rất là vui khi mà những cái chia sẻ của mình ấy, thì có rất nhiều bạn phản hồi lại những cái rất là tốt. Tức là các bạn, chào bạn Sang Nguyễn, có những bạn thì đã áp dụng những cái mà mình chia sẻ ấy, thì các bạn nói rằng là cái làn da của các bạn đã hết cái hiện tượng khô da, đã hết cái hiện tượng mà lỗ chân lông nó luôn luôn là nó tiết dầu. Và có những bạn thì nói rằng là cái hiện tượng hình như là nám da hay tàn nhang nó có vẻ nó mờ đi. Thì thực ra thì về cái cơ chế ấy, thì những cái biện pháp chăm sóc da tại nhà, ví dụ như đắp mặt nạ, cho đến là sử dụng kem dưỡng ẩm, cho đến là cái việc chúng ta sử dụng các dạng kem chống nắng, thì về bản chất thì nám da nó không mờ đi nhờ những cái biện pháp đấy. Nhưng mà bởi vì cái làn da của các bạn nó khỏe lên, đúng không? Cho nên là cái nám hay là cái tàn nhang các bạn nó có phần nó mờ đi là bởi vì như vậy. Thì mình sẽ livestream trước 5 phút để mà chờ cho các bạn vào, thì chúng ta sẽ có nhiều những cái câu hỏi để chúng ta cùng chia sẻ hơn. Cái thứ hai nữa là có một số bạn thì các bạn xem trên kênh YouTube thì mình nhận được rất nhiều những câu hỏi của các bạn trên cả kênh YouTube, bởi vì là những cái video của mình sau khi mình livestream xong thì mình đều đăng lên YouTube để cho các bạn cập nhật. Thế nhưng mà cái phần YouTube của mình thì nó không có cái phần chat, đúng không? Nó không giống như page Facebook như này thì chúng ta khó mà tương tác. Thì nếu những bạn nào mà xem những cái livestream của mình trên YouTube ấy, thì các bạn cố gắng là các bạn để lại số điện thoại nhé. Thì khi mà các bạn để lại số điện thoại ấy, thì Facebook hoặc là bên phòng của mình thì có thể là các bạn chuyên gia sẽ liên lạc các bạn dễ hơn. Thế còn nếu như mà các bạn mà ở trên kênh YouTube thì nó tiếc là nó không có phần chat. Mình nghĩ rằng sau này YouTube nó cũng sẽ có một cái phần chat để mà liên hệ giữa cái người xem video và cái người đăng video, thì cái đấy nó sẽ dễ hơn. Thế còn trên cái page này nó sẽ tiện hơn những việc là chúng ta giao lưu. Cái thứ ba nữa là có một số bạn thì hỏi mình rằng là nếu mà các bạn muốn khởi nghiệp với cái ngành kinh doanh về mỹ phẩm hay spa ấy, thì các bạn nên đọc những cuốn sách nào. Thì nói các bạn như này, nói về sách da liễu thì nó rất là nhiều, và cá nhân mình thì thực tế là mình cũng thuộc cái diện mọt sách, tức mình học rất là nhiều. Thế nhưng mà có một cái cuốn sách ấy mà mình nghĩ rằng các bạn có thể nên học, đây là cuốn sách này. Đây là cái cuốn sách về thẩm mỹ nội khoa. Thì cuốn sách này là cái cuốn sách có thể nói rằng là của trường Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong cuốn sách này có rất nhiều những cái, chào bạn Lộc Lưu, có rất nhiều những cái kiến thức mà các bạn có thể áp dụng ở tại spa của mình, và đặc biệt là cái kiến thức nội khoa ấy, tức là người ta hiểu rõ về cái bản chất của làn da, cũng như thể là việc các bạn có thể là sử dụng những cái hoạt chất ở trong mỹ phẩm như nào, thì cuốn sách này người ta nói rất là rõ. Thì cuốn sách này các bạn có thể là mua ở bất kỳ một cái bệnh viện nào thì người ta đều bán cái cuốn sách này, và chúng ta có những cái kiến thức về da liễu như vậy thì các bạn kinh doanh nó sẽ dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào những cái câu trả lời câu hỏi của các bạn nhé, để mà trả lời cho các bạn chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian thôi. Chào bạn Huỳnh Trịnh, bạn Tuyên Phan, bạn có hỏi là da mặt em nhạy cảm bị mụn nhiều nên làm như thế nào. Cái da mặt của chúng ta mà nhạy cảm á, thì đầu tiên các bạn hiểu như này, da mặt nhạy cảm bởi vì là cái hệ mạch máu ở dưới da chúng ta nó hoạt động mạnh hơn những người bình thường. Ở trong da, trong cơ thể chúng ta nó có hai cái hệ điều hành, một là hệ tuần hoàn, đúng không, điều hành về vấn đề các mạch máu, và cái thứ hai là hệ bạch huyết, là điều hành về toàn bộ cái dịch nhờn ở trong cơ thể chúng ta ấy. Thì khi mà da của các bạn mà bị cái hiện tượng nhạy cảm, có nghĩa là cái hệ mạch máu ở dưới da các bạn nó hoạt động mạnh hơn so với người bình thường, thì đầu tiên các bạn phải hiểu rằng là cái việc mà da các bạn bị nhạy cảm thì đầu tiên các bạn phải luôn luôn giúp cho da mình được thông thoáng. Bởi vì sao? Bởi vì da các bạn được thông thoáng thì nó sẽ có một cái độ mà nó có thể là nó hô hấp được với cái môi trường bên ngoài, thì nó mới có thể là chống cái hiện tượng kích ứng được. Thế còn trong cái việc mà các bạn sử dụng mỹ phẩm á, thì da nhạy cảm là một cái làn da khó sử dụng nhất. Thì đầu tiên các bạn nhớ cho mình là những cái sản phẩm mà dạng kem chống nắng là các bạn không được sử dụng. Bởi vì dạng kem chống nắng là những cái dạng kem mà thường nó gây ra kích ứng da. Thì đối với da nhạy cảm là các bạn hạn chế dùng kem chống nắng. Cái thứ hai nữa là cái làn da mà nhạy cảm á, thì các bạn nhớ là những cái dòng mỹ phẩm mà có axit các bạn không được sử dụng. Ví dụ như những cái dòng sản phẩm mà có chữ AHA hoặc là BHA trên cái thành phần của nó ấy, là những cái dạng axit thì thường các bạn sẽ không có được sử dụng. Thế còn những cái dạng kem dưỡng thì các bạn nhớ cho mình rằng là các bạn cố gắng dùng những cái dòng sản phẩm chứa vitamin B nhiều, bởi vì vitamin B nó sẽ làm ổn định cái hệ mạch, và thứ hai nữa là vitamin B nó sẽ giúp cho da các bạn chống lại hiện tượng kích ứng. Ví dụ như vitamin B3, tức là các bạn đọc trên thành phần sẽ thấy là niacinamide, đúng không, hoặc là niacin, đấy chính là vitamin B3, hoặc là provitamin B5, tức là panthenol á. Đấy là những cái thành phần mà nó sẽ giúp cho da các bạn là hết hiện tượng nhạy cảm. Thì khi các bạn sử dụng những cái dòng sản phẩm này, nó sẽ giúp cho da các bạn là không có bị nhạy cảm nữa. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể sử dụng được những cái sản phẩm đi kèm được. Bạn Sang Nguyễn,
Xài combo bên Facebook có xài combo bên Facebook có xài thải độc được không bác sĩ? À, cái thải độc của bạn ấy, thì cái vấn đề ở chỗ là cái thải độc của bạn nó là cái cơ chế gì? Nếu như thải độc theo cơ chế là lột tẩy, tức là thải độc theo cơ chế là có axit giống như những cái dạng tẩy tế bào chết thì ok. Thế nhưng mà thải độc theo cơ chế là người ta sử dụng phenol á, thì những cái đấy các bạn phải xem lại, bởi vì cái phenol là cấu trúc của nó có vòng benzen mà, thì thường là nó sẽ gây độc cho da, thì cái đấy các bạn phải chụp cái thành phần để mình xem nhé. Da mình bị nám, bình dùng sữa rửa mặt. Bạn Phạm Nhung chào bạn. Bạn Trà My Vũ này. Da mình bị nám, bình dùng sữa rửa mặt sủi bọt của Hàn Quốc có được không? Ok, cái vấn đề sữa rửa mặt sủi bọt nó khác với sữa rửa mặt có bọt. Tức là cái sữa rửa mặt mà có bọt theo cái cơ chế là các bạn đánh như này này, đúng không? Các bạn đánh lên nó mới có bọt đấy, thì thường nó sẽ chứa các cái muối xà phòng. Đấy, thì những cái dạng sữa rửa mặt đấy thì thường các bạn hạn chế dùng được càng tốt, bởi vì muối xà phòng nó sẽ làm cho da các bạn bị mất nước, bị khô da. Và lâu ngày mình dùng thì thường nó gây ra tăng tiết cái bạn nhờn, cái tuyến bạn nhờn. Thế còn nếu như sữa rửa mặt của các bạn là dạng mà mình xịt ra nó đã có bọt rồi ấy, thì thực ra cái cơ chế của nó lại khác. Nó là không phải là từ cái chất tạo bọt từ muối xà phòng, mà nó là tạo bọt từ cái chất dị hoạt, tức là cái chất này nó làm sạch da thôi, nó không có sao cả nhé. Thảo Nguyên chào bác sĩ Hoàng, chào bạn. Bạn Phương Hoàng, ok. Nguyễn Phương em chào anh, chào bạn. Vân Bùi Hải, sữa rửa mặt Facebook đặc hay lỏng ạ? Sữa mặt Facebook nó là dạng gel, nó là dạng không bọt. Nó ở thành phần của nó các bạn sẽ thấy là có thành phần của chất nhũ tương polysorbate. Tức là cái cơ chế của sữa rửa mặt Facebook thì nó sẽ không có theo cái cơ chế là tạo bọt để làm sạch, mà cơ chế của nó là tạo gel để làm sạch. Thì cái gel này là polysorbate và cùng với lại cái nền carbomer hoặc là aqua gel á, nó sẽ làm miết lên da của mình để làm sạch. Và cái cơ chế của nó là có chất nhũ hóa để nó sẽ gì? Nó sẽ lấy đi cái dầu nhờn và cái nước nó trộn cùng với nhau để lấy đi ra ngoài, chứ nó không phải theo cơ chế là dùng xà phòng để làm sạch. Dùng kem chống nắng loại nào tốt nhất bác sĩ? Bây giờ kem chống nắng ở trên thị trường á, nó có hai cái dạng bào chế, một là dạng xịt và hai là dạng bôi. Thì cái dạng xịt á, thì thường cái cơ chế chống nắng của nó là theo dạng là nó chống nắng, cái chỉ số chống nắng của nó sẽ thấp. Thì các bạn dùng cái dạng xịt thì thường nó sẽ cái lỗ chân lông của mình nó thông thoáng bởi vì nó có cồn ở trong đấy. Thế nhưng mà cái dạng chống nắng dạng xịt thì chỉ số SPF nó chỉ đạt được từ khoảng tầm 10 đến 15 thôi, có nghĩa là nó hơi thấp. Thế nhưng mà cái dạng bôi thì có phần là nó ưu việt hơn. Thế cái dạng bôi thì nó sẽ có hai dạng là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Thì các bạn nên sử dụng như này, nếu như da của bạn là da mụn thì các bạn không dùng kem chống nắng. Nhiều bạn hỏi là anh ơi em đang bị mụn thì em dùng kem chống nắng gì thì tốt, thì mình nói các bạn là nếu da mụn thì các bạn không dùng kem chống nắng, chứ không phải là dùng kem chống nắng gì thì tốt. Cái thứ hai, nếu da các bạn nhạy cảm thì các bạn hạn chế dùng kem chống nắng, tức là khi nào mà bắt buộc mình đi tắm biển, mình đi bơi lội thì mình phải dùng kem chống nắng thôi, còn bình thường các bạn cũng hạn chế, bởi vì trong cái thành phần kem chống nắng sẽ có titan oxit, nó sẽ làm kết tủa lỗ chân lông của các bạn và gây ra hiện tượng kích ứng. Thế còn nếu như da các bạn là da bình thường thì bây giờ mình chia thành hai trường hợp, da bạn có nám thì bạn dùng kem chống nắng vật lý, bạn hiểu chưa? Còn da bạn không có nám mà da bạn khỏe bình thường, các bạn sẽ dùng kem chống nắng hóa học. Kem chống nắng hóa học thì thường nó sẽ cái phổ chống nắng nó sẽ tốt hơn, tức là khả năng chống nắng SPF của nó cao hơn. Tịnh Tina chào chị, vâng chào bạn. Huỳnh Trịnh, lỗ chân lông to làm cách nào cho hết ạ? Bây giờ cái câu chuyện của lỗ chân lông to nó có một số nguyên nhân như này này. Đầu tiên bạn phải xác định được là lỗ chân lông to do sợi lông có to hay không. Nếu như mà các bạn thấy là có một số người mà bị râu quai nón á, mình để ý vào cái phần da của họ sau khi người ta cạo cái râu đi xong đúng không, thì cái lỗ chân lông họ rất là to. Thì cái to đấy không phải là bởi vì cái lỗ chân lông to, mà bởi vì cái sợi lông của họ to, cái chân lông họ to thì nó làm cho lỗ chân lông họ to lên. Thì đối với những người mà phụ nữ mà lỗ chân lông to theo cái cơ chế là mình soi trên da mặt của mình này, mà mình thấy lỗ chân lông của mình to do cái sợi lông của mình to, thì lúc này các bạn cần phải triệt lông. Đấy, các bạn sẽ sử dụng cái công nghệ laser sung dài ở tại các spa thẩm mỹ viện thì người ta triệt lông cho các bạn thì mới hết được. Thế còn trong trường hợp thứ hai là lỗ chân lông của bạn to do dị vật của kem chống nắng hoặc kem make up hoặc các loại kem nền, kem phấn BB để lại, thì lúc này các bạn phải tẩy trang thật kỹ và sau đấy các bạn dùng những dạng dung dịch cân bằng để nó có cồn nó xe lỗ chân lông lại. Đấy, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái vitamin B8 á. Các bạn thấy rằng là ở trong cái thành phần của một số mỹ phẩm mà xe khít lỗ chân lông nó có cái miriton đúng không? Hoặc là iriton đúng không? Thì đấy chính là những cái thành phần của xe khít lỗ chân lông. Thì trong trường hợp mà các bạn lỗ chân lông to do chúng ta sử dụng kem make up quá nhiều, các bạn để ý là những người đánh phấn nhiều thường lỗ chân lông rất to. Là bởi vì sao? Bởi vì trong tất cả các kem make up thì nó đều có thành phần của các oxit kim loại, ví dụ như kẽm oxit hoặc titan oxit, để mục đích ngoài mục đích chống nắng thì nó còn tạo lớp make up giả cho mình nữa. Đấy, tạo lớp trắng giả cho mình nữa. Thì nếu như lỗ chân lông chúng ta to bởi vì dùng make up quá nhiều thì câu chuyện của các bạn là không phải
mình dùng sản phẩm xe khít lỗ chân lông ngay lập tức lúc đấy, mà lúc đấy các bạn phải làm sạch lỗ chân lông bằng các dung dịch tẩy trang. Mỗi một ngày mình làm tẩy trang thậm chí là 2 đến 3 lần để cho cái dị vật này nó lấy ra. Còn nếu trường hợp nó quá sâu các bạn có thể là dùng cái máy xông mụn á, xông mụn tại nhà, sau đấy dùng cái máy hút để mình hút nó ra. Đấy, tức là phải làm sạch cái lỗ chân lông. Sau đấy các bạn dùng những cái hoạt chất biniton để làm gì? Để nó xe khít lỗ chân lông lại. Hoặc là các bạn hàng ngày các bạn sử dụng dung dịch cân bằng da thì nó sẽ có cái thành phần của cái cồn thì nó sẽ làm xe khít lỗ chân lông. Thế còn trong trường hợp thứ ba ấy là các bạn lỗ chân lông các bạn to do tuyến dầu nhờn tiết ra nhiều. Ví dụ các bạn sẽ thấy rằng là cái người da dầu ấy, thường là lỗ chân lông to hơn người da khô đúng không? Là bởi vì cái đơn giản là lỗ chân lông nó thường xuyên nó phải co giãn để làm gì? Để nó tiết dầu ra liên tục. Thì lúc này các bạn cần phải có những cái giải pháp triệt dầu. Tức là các bạn dùng những cái dòng sản phẩm có thể là có axit salicylic này, có axit azelaic này, nó sẽ làm kìm cái dầu ở trong cơ thể các bạn lại. Còn nếu như theo đường bôi đường uống ấy, thì các bạn có thể uống vitamin A. Thì vitamin A nó dạng retinol hoặc là tretinol thì nó sẽ giúp cho cái tuyến dầu của mình nó không hoạt động nữa. Hoặc là một số bạn mà muốn an toàn á, không sợ cái ảnh hưởng của tác dụng phụ vitamin A ấy, thì các bạn có thể dùng cái viên kẽm, uống cái viên kẽm mà các bạn mua hiệu thuốc ấy. Khi mình uống cái đấy vào thì cái tuyến mạ nhờn của mình nó sẽ không hoạt động nhiều nữa. Thì đến khi tuyến mạ nhờn không hoạt động nhiều nữa thì cái lỗ chân lông của bạn nó sẽ dần dần nó xe lại. Và thứ hai nữa là cái thói quen sử dụng sữa rửa mặt, cái này mình nói rất nhiều rồi, là các bạn hạn chế tối đa dùng sữa rửa mặt có nhiều bọt. Bởi vì sao? Bởi vì sữa rửa mặt nhiều bọt nó sẽ làm cho cái da của các bạn mất nước, và mất nước thì dầu liên tục nó tăng tiết, và khi dầu liên tục tăng tiết thì cái tuyến mạ nhờn của các bạn nó sẽ gì? Nó sẽ liên tục nó phải hoạt động nhiều thì lỗ chân lông nó sẽ to. Đấy, các bạn chia thành 3 trường hợp như thế nhé. Thứ nhất là lỗ chân lông to do sợi lông to thì phải triệt lông. Nếu lỗ chân lông to do cái việc có dị vật, do các kem make up, kem BB, kem phấn, kem nền, phấn phủ, kem chống nắng để lại thì các bạn phải làm sạch, sau đấy là dùng những hoạt chất mà có tính chất là xe lỗ chân lông. Trường hợp thứ ba là lỗ chân lông to do việc chúng ta thường xuyên làm cho tăng tiết tuyến mạ nhờn thì chúng ta phải tìm các giải pháp kìm dầu. Nguyễn Thị Thúy, chị chào em. Vâng, chào chị. Hồ Sen thấy em không ạ? Ok, mình thấy các bạn rồi. Thu Nga, mặt nạ sủi bọt thải độc ok không bác sĩ? Thực ra thì cái sủi bọt đấy á, thì các bạn biết rằng là cái sủi bọt đấy thì nó chẳng có tác dụng gì đâu, nó chỉ là đánh lừa cảm giác thôi. Bởi vì là cái thành phần của cái carbon sống ở trong cái sủi bọt đấy á, khi gặp oxy thì nó tạo ra khí CO2 đúng không? Thì cái CO2 nó sẽ làm cho cái mặt của mình nó đem nó sủi lên như này. Nhưng thực ra đấy nó chỉ là đánh lừa cảm giác. Còn trên thực tế thì nó không phải là sủi ở trong da mình ra đâu. Cho nên các bạn thấy là mình vừa đắp cái đấy xong nó đã sủi rồi. Nhưng khi mình lau nó đi, rửa sạch nó đi, đắp tiếp nó lại vẫn sủi tiếp. Thế có nghĩa rằng là bản thân của nó ấy, mình bôi ra tay nó cũng sủi, bôi ra nền nhà nó cũng sủi, bôi ra đâu nó cũng sủi. Thì bản thân nó sủi chỉ là cái đánh lừa cảm giác để mình nghĩ rằng là gia đình mình đang được thải độc. Chứ còn trên thực tế thì nó không hề thải độc, mà nó chỉ là đánh lừa cảm giác do các con sống nó tác dụng với oxy ở trong không khí, nó tạo ra khí CO2 thôi nhé. Da mặt khô thì xài gì phù hợp em? Bây giờ cái da mặt khô của chúng ta ấy, nó khô do việc là chúng ta ngồi trong phòng, nó có một số trường hợp như này. Ví dụ như khô do việc là chúng ta ngồi trong phòng máy lạnh quá nhiều, thì cái khô đấy là khô do mất nước, thì chúng ta dùng mặt nạ cấp ẩm, xịt khoáng. Ví dụ như đây, em làm việc ở trong phòng máy lạnh hoặc là sử dụng cái xịt khoáng này hàng ngày để mục đích là mình xịt khoáng để cấp nước cho da, hoặc là dùng cái mặt nạ cấp ẩm, đấy là cái tốt nhất. Thế còn khô do cái cơ địa da khô thì nó lại khác. Nếu như khô do cơ địa da khô thì cái việc khô của chị ấy, là do cái tuyến mạ nhờn của mình hoạt động kém hơn người bình thường. Thì lúc này chị thường xuyên chị dùng cái tẩy tế bào chết dạng hạt, tức là cái dạng tẩy tế bào chết mà chúng ta cọ lên như này, nó có cái lực ma sát ấy, thì nó sẽ kích thích cho hệ bạch huyết chúng ta nó tiết dầu để cho hạn chế cái việc khô. Cái trường hợp thứ ba là khô do bị tuổi tác lão hóa, thì khô này là do cái HA, tức là cái chất keo ở trong da chúng ta, cái khả năng giữ nước của nó bị suy thoái xuống thì nó không giữ được nước thì nó khô. Thì lúc này chị cần phải có những cái liệu pháp ở tại spa, ví dụ như căng bóng da Hàn Quốc thì người ta tiêm HA vào da của mình, hoặc là sử dụng những cái dòng sản phẩm dưỡng ẩm như có glycerin, butylene glycol, propylene glycol hoặc là sorbitol, là những cái hoạt chất mà nó sẽ giúp cho da của mình nó cải thiện cái vấn đề khô đấy. Tức là chia thành 3 trường hợp. Một là khô do mất nước, do cái môi trường thì chúng ta phải thường xuyên cấp ẩm cho nó. Hai là khô do da chúng ta bị suy thoái do cái tuổi tác thì chúng ta cần phải sử dụng những sản phẩm để có tính chất là hút nước vào da. Và ba là khô da do cái việc là cơ địa chúng ta bị khô thì lúc này cần phải tẩy tế bào chết nhiều để cho cái tuyến mạ nhờn nó hoạt động mạnh nhé. Trần Trang chào bạn, chào bác sĩ. Bạn Hùng Cường, Mai Thúy chào bạn. Ok, Dương Đình Hải, Mộc Miên chào bác sĩ. Vâng, chào bạn. Chị đang dùng viên uống Canithon thì có uống cùng viên uống nội tiết của chắc là của Phaymac hả? Cái Canithon thì thành phần chính của nó sẽ là glutathione. Glutathione thì thực ra nó là một cái dạng tổng hợp của ba axit amin, glutamate, glycine và lecithin.
thì về bản chất của nó ấy, là một cái dạng chất chống oxy hóa, tức là nó chống lão hóa, chống oxy hóa. Và đặc biệt là glutathione thì nó có một cái tác dụng là nó kích thích tăng sinh cái phenomelanin, tức là ở trong da chúng ta nó sẽ có hai dạng melanin đúng không? Một là phenomelanin là của người châu Á, người châu Phi. Cho nên các bạn thấy là cái trẻ em châu Á sinh ra 1.000 đứa thì 1.000 đứa đều tóc đen cả. Tức là cái phenomelanin, cái eumelanin là cái mà nó sẽ tạo ra cái sắc tố màu đen cho đến màu xám ở trên da của chúng ta. Thế còn cái phenomelanin là của người châu Âu thì các bạn thấy là trẻ em châu Âu nó sinh ra nó rất là trắng và tóc nó màu vàng đúng không? Thì cái cơ chế ở trong cái trẻ em của châu Âu ấy, người châu Âu ấy, thì chủ yếu trong cơ thể của họ là phenomelanin, có nghĩa là hai cái dạng melanin, một dạng là sắc tố màu vàng màu trắng và hai là sắc tố màu xám màu đen. Thì cái khi mà glutathione nó có tác dụng là gì? Là nó giúp kích thích tăng trưởng cái phenomelanin, tức là cái melanin có sắc tố màu vàng màu trắng. Thì khi dùng cái dạng glutathione ấy, thì chúng ta sẽ thấy là da chúng ta trắng lên, nhưng đồng thời cái tác dụng phụ của nó là nó sẽ làm cho vàng lông. Thì khi mà chị sử dụng cái Carnithon, thì đây là một cái thương hiệu sản phẩm thôi, mình sẽ không bình luận là cái sản phẩm nó có tốt hay không và trữ lượng glutathione nó là bao nhiêu, nhưng tóm lại là nó là một sản phẩm rất là tốt nếu như glutathione của họ là dạng có thật ở trong cái sản phẩm đấy. Thế nhưng mà nếu như mà chị dùng mà dùng cùng với viên uống nội tiết thì chị phải lưu ý một cái là uống cách cái thời gian nó ra. Bởi vì là thường là cái viên uống nội tiết nó sẽ có một số những cái dạng vitamin mà nó sẽ làm ly giải cái lecithin ở trong cái glutathione ở trong cái viên uống đấy. Có nghĩa là mình uống cách, ví dụ chẳng hạn như buổi sáng chị uống viên uống nội tiết thì đến tận buổi tối chị uống cái Carnithon của chị nhá. Chị đang dùng Combo 5, chị Nguyễn Thị Ái, có một loại uống thuốc uống mà bị bíu cổ, uống được không? Bíu cổ thì không sao chị ạ, bíu cổ là do mình thiếu iốt chứ đâu liên quan đến nội tiết đâu. Mặt nạ cám gạo sữa chua có làm mờ nám không ạ? Thực ra thì cái cám gạo ấy, nó về cái cơ chế khoa học của nó thì nó cũng chứa một cái dạng vitamin để làm sáng da, đấy là cái vitamin C, nhưng mà nó có viết trên thành phần của một số cái cám gạo là acid ascorbic ấy. Thì thực ra thì về cơ chế mà nói thì nó cũng làm sáng da, và đồng thời thì mình trộn nó cùng với sữa chua đúng không? Trộn cùng sữa chua thì nó cũng có cái cơ chế là có axit lactic ở trong đấy, nó cũng sẽ làm sáng da. Thế nhưng mà cái sáng da của nó chỉ là sáng da tạm thời, nó giống như tẩy tế bào chết thôi. Còn cái việc điều trị nám thì nó cần rất nhiều cơ chế, ngoài cái cơ chế là làm trắng da cái vùng đấy thì nó còn cần cơ chế là ức chế men tyrosinase ở dưới da. Và cái quan trọng nhất là gì? Là trong cái cám gạo và trong sữa chua thì nó không có những thành phần đấy, nó chỉ là cái tẩy tế bào chết ở trên da mặt mình thôi nhé. Phượng Đỗ, vậy da nám đinh mãn xài sản phẩm gì? Nám đinh mãn, nám đinh, nám mãn, nám đinh, nám mãn là những cái cụm từ mà chị tự chế thôi, còn trên thực tế khoa học thì nó không có những cụm từ này. Nám đinh nó có nghĩa là những cái nám hạt 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 ở hai bên gò má của mình, và thường nó là do vấn đề nội tiết. Thì bây giờ chị phải xác định được như này, cái vấn đề nội tiết là cái vấn đề bên trong của mình. Trong cơ thể chúng ta nó sẽ có một hormone sinh dục nữ, nó là estrogen. Và hormone này ngoài cái tác dụng là nó sản sinh giúp cho cái buồng trứng để mà thụ tinh ấy, thì nó còn có một cái khả năng là điều tiết toàn bộ cái enzyme ở trong cơ thể chúng ta. Trong đấy thì có enzyme tyrosinase. Và khi cái hormone này nó bị rối loạn thì đồng thời cái enzyme tyrosinase nó cũng sẽ bị rối loạn. Và cái enzyme tyrosinase là gì? Là cái men để nó kích thích cái sản sinh melanin. Cho nên là khi mà các chị thấy là người phụ nữ sau sinh ấy, thì cái enzyme này nó bắt đầu nó bị rối loạn thì nó sinh ra cái nám nội tiết này. Thế thì đầu tiên chị phải làm ổn định cái nội tiết tố estrogen của mình đã, tức là bằng cách là chị sử dụng những cái dòng sản phẩm mà nó có tính chất là ổn định nội tiết tố. Và cái thứ hai nữa là chị cần phải có những cái sản phẩm bôi ngoài da theo cái cơ chế là làm trắng da. Thế nhưng mà cái nám đinh của mình thường nó nằm ở sâu, thì cái thành phần chính của nó trong những cái sản phẩm đấy nó sẽ là hydroquinone alpha butin để nó giúp cho ức chế ở bên sâu dưới da. Tức là tóm lại có nghĩa là đối với nám nội tiết thì cần phải uống sản phẩm bên trong để điều chỉnh nội tiết tố. Và thứ hai nữa là cần có một cái sản phẩm, có một cái sản phẩm bôi ngoài da theo cơ chế là ức chế enzyme tyrosinase. Và đồng thời thì mình vẫn phải kết hợp chống nắng, bởi vì đã là da nám thì đương nhiên là phải chống nắng rồi. Trần Trang, chị bị đốm nâu trên 10 năm, chị xài kem bên em được nửa tháng rồi, bao lâu là có hiệu quả vậy? Cái cơ chế của cái sản phẩm, thứ nhất là về cái vấn đề chị hỏi là nám 10 năm á, nám 10 năm hay 20 năm thì chẳng quan trọng đâu. Bởi vì cái quan trọng nhất là cái nền da của chị nó còn khỏe hay không. Tức là trong 10 năm đấy thì chị đã từng sử dụng cái sản phẩm lột tẩy bong chóc hay những cái sản phẩm có corticoid hay chưa. Nếu như da của chị đã từng dùng những liệu pháp đấy rồi, tức là cái tiền sử của chúng ta đã làm hư tổn cái da quá nhiều rồi ấy, thì bây giờ công việc của chị thì chị từ từ hẳn tập trung cho việc trị nám, mà chị cần phải phục hồi da bằng những cái sản phẩm có tính chất là tái tạo da cái đã, tức là tạo ra cái nền móng của cái nhà nó khỏe đã, thì sau đấy chúng ta mới sửa cái nhà được, đúng không? Bây giờ cái nhà của các bạn đang hư, đang hỏng, mà cái móng của các bạn lại cũng đang bị hỏng theo,
Mà bây giờ các bạn cứ cố sửa cái nhà thì sửa xong cái nhà cái móng nó sụp thì cả cái nhà sụp theo. Có nghĩa rằng là gì? Có nghĩa rằng là cái nền da của các chị mà bị nám lâu năm á, thì quan trọng nhất chị phải nêu được cái tiền sử trước đây từng sử dụng cái biện pháp gì và cái nền da bây giờ có hiện tượng teo da, giãn mạch, lộ mạch máu hay không. Nếu như có những hiện tượng đấy thì mình phải khắc phục cái tình trạng đấy trước, sau đấy mình mới điều trị nám. Thế còn nếu như nền da, đặt giả sử nền da chị đang khỏe thì bây giờ chị sử dụng cái sản phẩm của Facemax nó sẽ khoảng tầm 28 ngày trở ra nó sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Mình đang bị nám nội tiết, mình đang dùng bộ sản phẩm sắc ngọc khang, bạn Mai Dương có ok không bác sĩ? Mình đã nói rất là nhiều trong những chuyên đề hỏi đáp trước là mình sẽ không có đánh giá về một cái thương hiệu nào cả. Thế nhưng mà nếu như các bạn có thể làm, bởi vì là cái vấn đề này nó là cái vấn đề cộng đồng thôi, tức là bản thân mình không có được phép là đánh giá những cái thương hiệu khác trong những cái chương trình livestream của mình, như này sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề thương hiệu của họ, bởi bản thân của họ cũng là miếng cơm manh áo đúng không, nó tương đối là tế nhị. Thì cái vấn đề này là chị nếu như cần thiết chị có thể là chụp cái thành phần để gửi sang em xem, bởi vì em chỉ đánh giá dựa trên những thành phần khoa học chứ không đánh giá dựa trên thương hiệu nhé. Ngọc Hồng, chị muốn dùng sữa rửa mặt và kem chống nắng của Facemax. Ok, thì chị chat ở đây thì sẽ có bạn trực page bên em sẽ phục vụ chị về cái vấn đề là sử dụng sản phẩm. Chào Thành Nguyễn, mình đang dùng combo 5 20 ngày giờ ra chỗ nám sạm hơn là sao ạ? Bây giờ thì như này này, nếu như mà chị gặp cái tình trạng da nám sạm hơn thì có thể là nó gặp cái tình trạng là bội thực da, tức là trong cái trường hợp mà da của mình nó hấp thu những cái dưỡng chất á mà nó không thể nào nó đi xuống dưới da được, bởi vì cái lớp sừng keratin ở trên da nó nhiều á, thì chị cần gửi cảnh da mặt sang để em hướng dẫn cho chị là cái trường hợp mình bị bội thực da hay là bị cái tình trạng là da của mình nó đang tăng tiết cái dày sừng tiết bã, bởi vì là mình sai cái thể nhận dạng lúc đầu. Tức là trong một số trường hợp có những bạn thì bảo là da của em bị cái tình trạng là nám nội tiết và anh tư vấn về cái sản phẩm. Thế có một số bạn bên chuyên viên bên mình thì không có hiểu về cái tình trạng là dày sừng tiết bã, thì các bạn thấy rằng là nó có những vết đốm 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 mà các bạn nghĩ rằng đấy là do cái vấn đề nám nội tiết, và các bạn tư vấn là cái gói liệu trình nám nội tiết, nhưng mà thực tế nó là dày sừng tiết bã hoặc là dày sừng nang lông. Thì khi sử dụng vào thì cái bã nhờn nó bắt đầu nó tiết lên, cái tiết bã nó bắt đầu tiết lên nhiều thì cảm thấy là cái nám nó đậm hơn, bởi vì ngay từ ban đầu mình đã xác định sai, cho nên chị cần phải gửi da mặt sang để em xác định lại nhé. Nám nội tiết điều trị như thế nào thì chị Nga Lê này, chị có thể là kéo lên cái phần bên trên ấy, thì em đã nói rồi về cái phần nói về nám nội tiết rồi, tức là sử dụng sản phẩm uống bên trong có estrogen và sử dụng sản phẩm bôi bên ngoài có hydroquinon và có alpha arbutin hoặc là cái acid kojic, thì chị có thể kéo lên bên trên thì em đã nói rồi, thì mình sẽ ưu tiên cho những bạn mà hỏi những cái câu mới nhé. Ánh Nguyệt, Thành cho chị hỏi, trước một tuần chu kỳ không kinh nguyệt da mặt ẩm mềm, nhưng khi kết thúc chu kỳ kinh nguyệt thì da mặt sần khô, đặc biệt lỗ chân lông to, vậy thì dưỡng da như thế nào để da giảm tình trạng đó? Cái chu kỳ kinh nguyệt của chúng ta ấy, thì thực ra nó là một cái chu kỳ mà tăng trưởng cái hormone có tên là progesterone ở trong cơ thể. Cho nên cái hiện tượng mà chúng ta bị cái hiện tượng da nó có thể nó sần hơn, có thể là lỗ chân lông nó to hơn, hoặc là tiết dầu nhiều hơn, hoặc là khô hơn á, thì đó là chuyện rất là bình thường. Thì chị đừng có vội điều trị vội, bởi vì sao? Bởi vì nó là vấn đề của nội tiết tố chứ không phải vấn đề của da liễu. Da liễu nó chỉ là cái phản chiếu ra cái ở bên trong thôi, cũng giống như các bạn bị gan thì bị vàng da đúng không? Thì cái vấn đề vàng da nó không phải là của vấn đề da liễu. Nhiều bạn lại đi điều trị vàng da là uống vitamin A vào, hoặc là hạn chế vitamin A vào, hoặc là các bạn sử dụng những cái biện pháp laser ở tại spa để bắn cái vàng nó đi, thì thực ra nó không phải. Nó vấn đề là do gan ở trong cơ thể chúng ta nó bị gì? Nó bị oxy hóa, nó đang bị tấn công, nó đang bị suy thoái, thì nó gây ra tình trạng vàng da. Cho nên là cái vấn đề ở đây nó không phải vấn đề của da liễu, cho nên chị tạm thời chị đừng có sử dụng cái sản phẩm gì cả ngoài da, mà chị cần uống những cái sản phẩm điều chỉnh cái nội tiết tố estrogen của chị, thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể của chị nó cân bằng lại cái estrogen thì hiện tượng nó tự nhiên nó hết nhé. Mình đang bị một ít mụn, bạn Diễm Vũ này, mình đang bị một ít mụn viêm, mụn ẩn và mụn gạo, giờ sử dụng combo nào phù hợp và làm thế nào để hết mụn gạo và xin được tư vấn. Ok, các bạn nhắn thì cố gắng là nhắn cái chính tả nó rõ giúp Thành nhé, thì mình đọc sẽ đỡ mất thời gian, và thứ hai nữa là mình hiểu được chính xác câu hỏi hơn. Bây giờ cái mụn của bạn này thì bạn nêu như này ạ. Thứ nhất là bạn bị mụn gạo thì mình nghĩ là cái mụn của bạn có thể là mụn mụn đầu trắng, hoặc có thể nó là mụn cám thì bạn gọi là mụn gạo. Nhưng mà trên thực tế thì là nếu như da mặt của bạn mà đang có một ít mụn viêm và một ít mụn gạo, thì bây giờ mình chia thành hai trường hợp. Nếu như cái mụn viêm đấy mà nó nằm trên nền của mụn cám thì bạn tập trung điều trị hết cái mụn viêm đi đã. Các bạn có thể sử dụng một dạng serum trị mụn thì nó sẽ giúp cho bạn điều trị hết cái mụn viêm đã. Sau đấy thì cái mụn cám của bạn nó sẽ điều trị sau.
Đấy, thế thì khi mà bạn điều trị cái mụn viêm này thì thường trong những cái thành phần của cái dạng serum trị mụn này nó sẽ có những cái dạng kháng sinh, nếu như đó là dạng thuốc tây hoặc nó là dạng mỹ phẩm thì nó sẽ có thành phần của retinol hoặc là acid salicylic hoặc là nước cây phỉ hoặc là belcuba, là những cái thành phần hoạt chất mà trong những cái sản phẩm mà người ta hay bỏ vào ấy, để mục đích là tiêu diệt cái vi khuẩn pH net. Đấy, thì sau khi bạn điều trị xong cái mụn viêm này rồi thì bạn mới bắt đầu điều trị cái mụn cám. Còn cái mụn cám thì điều trị rất là đơn giản. Thực ra đầu tiên cái mụn cám mình phải hiểu như này, cái mụn cám hay mụn đầu đen, mụn bã nhờn hay là mụn đầu trắng là những cái mụn ẩn, được gọi chung là mụn ẩn. Thì những cái dạng mụn này cái nguyên nhân chính là bởi vì chúng ta chăm sóc da sai cách. Thì các bạn chỉ cần thứ nhất thay đổi từ sữa rửa mặt dạng có bọt sang dạng không bọt. Cái thứ hai, các bạn có thói quen sử dụng dung dịch cân bằng da sau khi chúng ta rửa mặt. Và cái thứ ba nữa là các bạn thường xuyên cấp ẩm cho da bằng những dạng xịt khoáng như này, hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái mặt nạ cấp ẩm. Thì tự nhiên một thời gian sau thì cái dầu các bạn không tiết lên nữa thì cái mụn đầu đen các bạn nó sẽ hết, hoặc là cái mụn cám các bạn nó sẽ hết. Thế có nghĩa rằng là bạn Diễm Vũ này bạn chia thành hai trường hợp nhé. Nếu như cái mụn đầu đen của các bạn, là cái mụn viêm của bạn nó nằm trên nền của cái mụn cám, thì các bạn điều trị cái mụn viêm trước, sau đấy điều trị mụn cám sau, được chưa? Thế nếu trường hợp thứ hai là nếu như cái mụn viêm nó nằm bên này nhưng mụn cám lại nằm ở đây hoặc là ở đây, thì lúc đấy các bạn điều trị mụn cám ở bên này bằng cách là dùng sữa rửa mặt cùng dung dịch cân bằng da cùng với cả xịt khoáng vào cái vùng này. Còn cái mụn viêm này thì mình điều trị riêng, tức là mình tách nó ra thành hai trường hợp. Đấy, nếu như trường hợp mà nó nằm trên cùng cái nền đấy thì các bạn điều trị chung, điều trị khác, mà khác nền thì điều trị khác nhé. Michel Trần, chào anh Thành, mặt em bị mụn nhiều, hiện nay đã đỡ rất nhiều, mặt có thâm mụn nhưng không có sẹo lồi lõm nhưng không được láng mịn. Em được khuyên dùng tế bào gốc, em muốn hỏi dùng tế bào gốc bằng cách bôi tại nhà thì hiệu quả cao không hay phải lăn kim? Bây giờ như này này, cái vấn đề thâm mụn của bạn á, nó sẽ có hai dạng thâm, một là thâm đỏ và hai là thâm đen. Nếu như cái thâm của bạn sau mụn nó là thâm đỏ, tức là cái thâm mà sau khi mà chúng ta có một số bạn á, sau khi mình bóp nặn cái mụn của mình xong đúng không, thì mình thấy là cái vùng da, cái phần da đấy nó cứ thế, nó viêm, nó cứ đỏ mãi, nó không có nào mà nó có thể là chuyển thành màu đen được. Thì lúc này các bạn cần phải uống thêm vitamin K. Bởi vì sao? Bởi vì vitamin K nó sẽ làm cho hệ mạch của các bạn nó ổn định lại, thì cái phần thâm của bạn nó mới chuyển thành dạng thâm đen. Thì khi sau khi dạng thâm đen rồi thì các bạn không cần phải xài tế bào gốc, mà các bạn, cái tế bào gốc là cái để tái tạo da, phục hồi da, chứ nó không phải là cái điều trị mụn thâm. Thì lúc này các bạn có thể là sử dụng những cái dòng sản phẩm điều trị thâm, ví dụ như chứa vitamin B3 thì nó sẽ điều trị thâm. Còn nếu trong trường hợp các bạn ở tại nhà ấy, thì mình nghĩ rằng là cái thâm nó cực kỳ đơn giản. Nếu như chuyển thành dạng thâm đen rồi thì các bạn thường xuyên tẩy da chết ở tại nhà hơn một tí. Tức là bình thường ví dụ mình tẩy tế bào chết là một tuần mình tẩy 2 lần đúng không? Thì bây giờ các bạn có thể tẩy lên 4 lần, 5 lần trong một tuần. Thì tự nhiên một thời gian sau cái làn da của các bạn nó sẽ hết cái thâm. Nhưng mà lưu ý cho mình một cái là nếu tẩy tế bào chết nhiều á thì da các bạn rất dễ bị bắt nắng. Cho nên là nếu như tẩy tế bào chết thì trong vòng khoảng tầm 24 đến 48 tiếng thì bạn hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc với nắng, hoặc là nếu như mình bắt buộc phải đi nắng thì mình phải che đậy thật là kỹ nhé. Uống thuốc nội tiết bạn bị ướt có đỡ được nám không? Cái thứ nhất này, cái sản phẩm uống trên thị trường nó sẽ có rất nhiều cơ chế, nhưng mà có 3 cái cơ chế chính. Một là dược phẩm, tức là những cái dạng thuốc tây mà các bạn mua ngoài hiệu thuốc. Hai là những dạng thực phẩm chức năng. Thì những dạng thực phẩm chức năng này chủ yếu là người ta bổ sung vitamin, khoáng chất, vi lượng, collagen, đúng không? Còn ba là những cái dạng viên uống nội tiết. Thì đầu tiên bạn biết ướt, bạn phải xác định được đúng cái sản phẩm của bạn có phải là viên uống nội tiết hay không. Bởi viên uống nội tiết thì trên chữ lượng thành phần của nó sẽ ghi là có chữ là estrogen, tức là ổn định nội tiết tố, đúng không? Thì trên thành phần của nó phải đúng là cái sản phẩm có estrogen ở trên đấy thì nó mới đúng là sản phẩm gì, điều chỉnh nội tiết tố. Cái thứ hai là nếu như bạn uống thuốc nội tiết ấy, thì nó chỉ giúp cân bằng lại cái nội tiết tố thôi, chứ nó không có điều trị được nám. Bởi vì sao? Bởi vì cái nám là ở ngoài da, cái nội tiết là ở trong da, là ở trong cơ thể. Thì khi bạn cân bằng cái nội tiết tố rồi nhưng cái nám ở ngoài da bạn không có những cái liệu pháp tiêm hoặc những liệu pháp bôi kem hoặc liệu pháp laser để điều trị nó ấy, thì cái nám của bạn nó chỉ là ngưng ở đấy thôi, chứ nó không thể nào nó hết được. Các bạn hiểu nhá. Chí Nguyễn này, ok cảm ơn bác sĩ nhiều rồi, cảm ơn chị. Nghe anh nói rất bổ ích, chị em cảm ơn nhiều ạ. Ok bạn Bùi Hiền. Miss Hà My, bao giờ có sản phẩm body anh ơi? Về sản phẩm thì bạn hỏi bên page nhé, tức là mai các bạn bên công ty sẽ nhắn với bạn, mình không dành. Em bị nám sau sinh điều trị khó không anh? Cái nám sau sinh là nám nội tiết, mà nám nội tiết lúc giờ là nói hai lần rồi đấy. Thì chị Thu Nguyễn chịu khó là kéo lại, hoặc là có thể là lát nữa thì cái video sau khi mình livestream xong nó sẽ lưu mà, thì các bạn có thể là xem lại ở đoạn trên phút tầm phút mười mấy thì phải. Đấy, thì nó sẽ có phần nói về nám nội tiết. Em điều trị tăng tàn nhang ở spa giờ, bạn Nguyễn Phương này. Em điều trị tàn nhang
ở spa giờ da mặt em sạch khoảng 90%, thì giờ họ bán cho em lọ kem trị nám thì em có duy trì được mãi không ạ? Bây giờ cái kem trị nám ở trên thị trường nó rất nhiều cơ chế. Một là có thể là cái lọ kem trị nám có corticoid để mục đích là làm trắng da. Cái hai là cái kem trị nám theo cái cơ chế là dưỡng da theo kiểu là có vitamin B3 hoặc vitamin B5. Và ba là cái dạng kem trị nám có cái thành phần của alpha arbutin hydroquinone để ức chế enzyme tyrosinase. Thì ba cái cơ chế này ấy, chủ yếu về cái mục đích chính của người ta thì vẫn là giữ cho cái da của mình sau khi mình điều trị tàn nhang xong nó không tái lại thôi. Chị hiểu chưa? Thế thì bây giờ cái quan trọng nhất là cái thành phần trong cái mỹ phẩm đấy nó là cái gì và cái sản phẩm nó là cái gì, thì bạn cần phải chụp ảnh kỹ cái sản phẩm đấy bạn gửi cho mình để mình đọc cái thành phần xem là cái cơ chế mà sau phục hồi của người ta là cái gì. Nếu như cái cơ chế của người ta là chứa vitamin B3, vitamin B5, bạn có thể dùng mãi cả năm cả đời cũng được. Bởi vì có tiền là cứ dùng, nó giống như dạng thuốc bổ cho da ấy. Còn nếu như bạn sử dụng cái cơ chế là những cái sản phẩm mà có corticoid ấy, thì mình khuyên các bạn là cái corticoid thì thực ra nhận diện nó thường là mình có cái mùi nó hắc, có mùi tương đối giống kháng sinh. Thì nếu như các bạn dùng những cái sản phẩm có corticoid ấy, thì nó chỉ là được tạm thời thôi, có thể là người ta đánh lừa cảm giác của mình thì bạn phải ngưng ngay cái sản phẩm ấy đi. Còn nếu trường hợp mà bạn dùng alpha arbutin hoặc hydroquinone là trong những cái thành phần mà để ức chế enzyme tyrosinase hoặc là tranexamic acid hoặc glutathione thì các bạn chỉ dùng tạm thời thôi. Có nghĩa là mình phải hiểu là nó ức chế thì khi mà mình ngưng á, có thể nó sẽ quay trở lại mà nó đậm hơn. Cho nên là những cái đấy thì mình bôi mỏng thôi hoặc là mình dùng tạm thời thôi, còn chủ yếu là mình sẽ dùng dưỡng là nhiều nhé, sau khi mình điều trị ở spa rồi. Phụ nữ có nên uống vitamin E không ạ? Nếu có thì uống như thế nào? Vitamin E là một cái dạng vitamin mà chống oxy hóa. Bởi vì khi mà trong cơ thể chúng ta ấy, nó sẽ sản sinh rất nhiều cái gốc tự do. Ví dụ như căng thẳng stress này, do ánh nắng mặt trời này, sản sinh rất nhiều gốc tự do. Thì vitamin E, vitamin D, vitamin C và vitamin K là bốn loại vitamin ở trong cơ thể chúng ta. Nó thường xuyên nó nhả cái ion âm, ion dương ra để nó trung hòa gốc tự do đấy. Bởi vì gốc tự do là có ion âm, các bạn hiểu chưa? Tức là có nghĩa rằng là vitamin C này hoặc là vitamin E này nó nhả ra một cái gốc dương. Thế còn cái ion âm là nó có cái gốc âm, thì hai cái đấy nó nhả ra với nhau thì nó trung hòa lại, thì người ta gọi là trung hòa chất oxy hóa. Thì khi những cái chất oxy hóa này nó sẽ không làm hại cho cơ thể chúng ta, cho nên uống vitamin E thì tương đối là tốt. Thế nhưng mà cái hàm lượng vitamin E thì các bạn cần phải có sự chỉ định của bác sĩ. Bởi vì sao? Bởi vì hàm lượng vitamin E nếu như mà nhiều quá ấy, thì thận chúng ta nó sẽ hoạt động tương đối vất vả. Tức là những cái dạng vitamin mà có tính chất là đào thải độc tố hoặc vitamin mà chống oxy hóa, vitamin C, vitamin E ấy, nếu mình uống nhiều quá thì cái thận hoạt động khá là vất vả, và mình đi tiểu thì mình cảm thấy là nước tiểu của mình nó có màu vàng, đúng không? Thì nếu như trong trường hợp đấy thì các bạn cần phải có sự chỉ định của bác sĩ là một ngày được uống tối đa bao nhiêu. Còn nếu như cái sự chỉ định của bác sĩ ấy, là một ngày được một cái hàm lượng như vậy rồi thì các bạn có thể duy trì không sao. Bạn Nguyễn Nhung, con trai bị bệnh mụn trứng cá, bắt đầu có vài mụn viêm, chị cho cháu dùng dưỡng ẩm có đỡ không? Bây giờ cái mụn viêm á, con trai chị là cái mụn do tuổi dậy thì, em đoán là như vậy. Tuổi dậy thì em nói như này này, là cái mụn ở tuổi dậy thì á, thì chủ yếu nguyên nhân của nó dẫn đến mụn tuổi dậy thì là bởi vì trong cơ thể tăng trưởng cái testosterone. Các bạn hiểu là trong cơ thể chúng ta nó sẽ có một cái hạng hormone là androgen. Trong cơ thể khi mà mới sinh ra thì nam hay nữ đều có hormone này, nhưng mà đến tuổi dậy thì nữ nó sẽ tiết thành estrogen, nó chuyển thành estrogen, còn nam nó chuyển thành testosterone. Chứ các bạn sẽ thấy rằng là con gái thì ít khi bị mụn là bởi vì cái hormone của nó là hormone estrogen, còn hormone con trai là testosterone. Thì testosterone này nó sẽ có một cái tác dụng là nó làm cho cái tuyến bạ nhờn của mình nó tăng lên, và cái bắt đầu là chúng ta sẽ thấy cái hiện tượng là da rồi tóc rồi tất cả mọi cái thứ ở trên da chúng ta nó sẽ bóng nhờn. Đấy, thì khi mà chúng ta bị cái hiện tượng mụn ở tuổi dậy thì ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái mụn này thường là nó sẽ có những cái mụn viêm và có những cái dạng mụn cả không viêm nữa. Nhưng mà về cái cơ chế điều trị ấy, thì thực ra lúc này không cần chị phải quá tập trung vô vấn đề mụn, cứ mặc kệ tự nó hết. Bởi vì sao? Bởi vì trong cơ thể chúng ta nó có bạch cầu. Mà bạch cầu là gì? Bạch cầu là thuốc trị mụn tự thân mà cơ thể chúng ta có. Có nghĩa rằng là lúc này chị cần tập trung cho cháu cái việc là giúp cho cháu cái việc làm sạch da là chính thôi, còn để cho nó tự nó hết chứ đừng có cố gắng đi điều trị bằng cái thuốc gì cả. Bởi vì khi mà điều trị có một số bạn mình thấy là các bạn bị cái hiện tượng là khi mà điều trị mụn xong á, thì để lại rất nhiều cái sẹo, bởi vì khi tuổi dậy thì những cái mụn này thường là chúng ta không biết được, cái bóp nặn nó ra nhiều thì hay để lại sẹo, và đến khi hết tuổi dậy thì thấy là rất nhiều những cái sẹo xấu. Cho nên là tốt nhất là trong tuổi dậy thì cố gắng là mặc kệ thôi, rửa sạch là được. Bị mụn bọc, mủ, lỗ chân lông to và sẹo điều trị sao được? Bị mụn bọc mủ, bạn Bùi Hiền. Mụn bọc mủ, lỗ chân lông to và sẹo rỗ điều trị sao được ạ? Bây giờ chị, trong một câu hỏi của chị là có rất nhiều vấn đề. Mụn bọc mủ
thì điều trị theo dạng của mụn viêm, tức là sử dụng những cái hoạt chất retinol, sử dụng hoạt chất của benzoyl peroxide, thậm chí là nếu trường hợp mụn bọc đấy mà to nhiều thì cần phải đến bác sĩ để cần phải kê đơn theo cái dạng thuốc tây, tức là có thể là uống Aclutin để mà nó khống chế cái tuyến bạ nhờn để mà hết cái mụn mủ này. Còn nếu như lỗ chân lông to ấy, thì như em đã nói về cái vấn đề lỗ chân lông to ở phía bên trên rồi, tức là trường hợp lỗ chân lông to đầu tiên là do có dị vật của các loại kem make up, kem chống nắng ở bên trong thì cần phải tẩy trang kỹ và có những máy hút nó ra và sau đấy dùng cái sản phẩm mà xe khít lỗ chân lông. Còn trường hợp thứ hai, lỗ chân lông to bởi vì chúng ta có cái sợi lông to, vốn dĩ là có rất nhiều người sợi lông nhỏ thì cái lỗ chân lông nhỏ đúng không, nhưng mà sợi lông to thì lỗ chân lông to, cho nên các bạn sẽ thấy là nam giới ví dụ như mình này cái phần da này sau khi mình cạo râu đi mình thấy là lỗ chân lông nó to, thì to không phải là bởi vì là có cái dị vật gì cả, mà bởi vì ở bên trong đấy cái sợi lông của mình, cái thể tích cái sợi lông của mình nó đã to rồi đấy, các bạn hiểu không? Thì nó làm cho cái lỗ chân lông mình nó trương ra thì nó to, thì lúc này các bạn cần phải triệt lông. Thế còn trong trường hợp thứ ba là lỗ chân lông to bởi vì tăng tiết tuyến dầu quá nhiều á, thì thường là những người da mụn là lỗ chân lông to là bởi vì tăng tiết tuyến dầu quá nhiều, thì các bạn cần phải có những cái sản phẩm kìm dầu, ví dụ như uống trong là các bạn sử dụng cái sản phẩm viên kẽm, hoặc là bôi ngoài các bạn sẽ sử dụng cái sản phẩm là acid salicylic nhé. Còn vấn đề điều trị sẹo rỗ, cái vấn đề thứ ba của chị là điều trị sẹo rỗ, thì bây giờ sẹo rỗ của mình ấy, nó là sẹo lõm đúng không, thì thường nó sẽ có ba cái dạng sẹo, một là sẹo đáy nhọn, hai là sẹo đáy tròn và ba là sẹo đáy vuông. Thì cái sẹo đáy nhọn ấy, thì thường đến spa người ta sẽ sử dụng cái TCA, tức là acid trichloroacetic, thì cái acid này chấm vào nó sẽ điều trị về cái vấn đề là sẹo đáy nhọn. Thế còn sẹo đáy tròn là cái sẹo mà người ta cần phải cắt đáy sẹo, sau đấy là lăn kim bằng tế bào gốc hoặc là lăn kim bằng phương pháp PRP. Còn nếu như sẹo đáy vuông thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà người ta cần có thể là sử dụng cái laser CO2 fractional. Thì tùy vào cái trường hợp đến đấy thì sẽ có những cái bác sĩ về chuyên gia da liễu ấy, thì người ta sử dụng. Còn nếu như mà chị muốn điều trị nó tại nhà thì gần như sẹo không có sinh khả dụng đối với mỹ phẩm, tức là mỹ phẩm là gần như nó không có tác dụng đối với sẹo nhiều, mà chỉ là sau khi chị lăn kim, chị sử dụng các biện pháp tại spa rồi thì chị có về chị sử dụng thêm những cái dòng mỹ phẩm, ví dụ như vitamin B5, tức là panthenol ấy, thì những cái dòng đấy nó sẽ kích thích cho cái việc tăng sinh collagen, thì nó sẽ đầy cái vết sẹo của mình lên đấy. Tức là vấn đề của chị Bùi Hiền là được giải quyết nhá. Thứ nhất, mụn bọc mủ thì chị tách ra cái bài toán làm ba: mụn bọc mủ điều trị theo dạng mụn bọc mủ, lỗ chân lông to điều trị theo dạng lỗ chân lông to, và sẹo thì cần phải đến spa để chị điều trị. Diễm Vũ, chị Uyên cũng đang xem à, tài trợ cho em một bộ nha. À, các bạn chat vui không? Nguyễn Thị Tuyết Sương, chị có thể thoa serum vitamin C sẵn có mới mua trước do bệnh viện da liễu kê, trước khi thoa kem điều trị nám đang trong giai đoạn phục hồi theo liệu trình của spa không ạ? À, cái serum vitamin C á, thì trên thực tế vitamin C, nếu như ở trên thành phần của vitamin C thì thường người ta không hay viết là vitamin C đâu, người ta hay viết là acid ascorbic. Thì bản thân của vitamin C, nếu như da của chị đang nám thì chị thoa, chị phải cần lưu ý một cái là nó rất dễ bắt nắng, bởi vì gốc rễ của vitamin C, chúng ta cứ thử giã cái vitamin C mình thoa lên da thử mà xem, thì mình cảm thấy là vùng da này nó bỏng rát đúng không, nó rát, hoặc là mình cảm giác là nó rất là rộ. Thì bởi vì sao? Bởi vì vitamin C bản chất gốc gác của nó vẫn là một dạng acid đấy, cho nên là nếu như mình dùng vitamin C mình thoa thì đương nhiên cái việc tránh nắng lại càng phải cần cẩn trọng hơn, bởi vì vitamin C nó vốn dĩ nó là acid. Thế còn nếu như trong việc điều trị nám để mà phục hồi á, thì cũng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì vitamin C nó cũng là một cái thành phần mà tăng sinh collagen rất là tốt. Thì lúc này thì chị có thể là thoa, nhưng mà chị lưu ý một cái là chị cần phải chống nắng kỹ nhé. Ngọc Nguyễn, bác sĩ cho em hỏi đắp mặt nạ sữa chua mật ong có tác dụng dưỡng ẩm không ạ? Cái câu sữa chua mật ong thì mình trả lời một hôm ở trong cái chương trình hỏi đáp da liễu số 34 rồi. Có nghĩa là sao? Bản thân của mật ong á, rất nhiều người nghĩ rằng là à, bây giờ mình đắp những cái thiên nhiên, những cái mặt nạ trái cây, mặt nạ từ mật ong, bởi vì nghe đọc trên báo chí, trên mạng internet rằng là gì? Là mật ong thì có glycerin đúng không? Mà glycerin là một cái dạng chất dưỡng ẩm mà có thể nói rằng là rất là tốt. Thế thì mình mới bắt đầu là mình lấy sữa chua, mình trộn mật ong, mình đắp lên mặt. Nhưng các bạn biết rằng là cái mật ong á, ở trong cái thành phần trữ lượng của nó thì đường saccharose và fructose nó rất là nhiều. Thì khi mà cái trữ lượng đường này trên 60% thì nó sẽ tạo ra một cái áp suất để nó hút nước. Thế cho nên là ngày xưa các bạn thấy rằng là những người mà một cái thời mà chưa có kháng sinh ra đời nhiều á, thì khi mà bị một cái vết thương như này thì thường là lấy mật ong thoa vào để nó khô cái đầu của cái vết thương đi. Bởi vì sao? Bởi vì mật ong có tác dụng là hút nước, nó sẽ làm khô cái đầu của vết thương đi. Có nghĩa rằng là nếu như chúng ta dùng mật ong để đắp lên mặt á, thì các bạn sẽ thấy rằng da mặt mình rất là khô ráp đấy. Thế thì dưỡng ẩm ở đâu không biết, nhưng đầu tiên mật ong nó sẽ làm da của các bạn khô,
Cho nên là đối với mặt nạ sữa chua mà mật ong ấy, thì các bạn tốt nhất là không nên dùng. Bởi vì sao? Bởi vì nhiều bạn lại bảo là ô, nên nói như thế thì bây giờ tại sao mà người ta vẫn cứ trong sản phẩm cứ chiết xuất mật ong? Bởi vì những sản phẩm chiết xuất từ mật ong là người ta đã tách đường ra rồi. Thế còn cái mật ong ấy, thì cái trữ lượng đường nó rất là lớn, nó tạo ra áp suất và nó sẽ hút nước ở trong da của mình. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là ngày xưa mình có một cách để mà nhận biết mật ong ấy là gì? Dùng cọng hành tây hoặc là dùng cọng hành tươi, dùng một cái cọng của cái cây lá lược vàng ấy, cái loại lá mà nhiều nước ấy, hoặc là cây lô hội ấy, nhúng vào cái bình mật ong. Nếu mà để khoảng tầm 10 phút sau mà cái cọng đấy nó bị khô, bị héo đi thì đấy là mật ong thật. Đấy, thì có nghĩa là bản thân của mật ong là nó có tính chất hút nước. Nên là mình đắp mật ong lên mặt thì nó sẽ có tác dụng là hút nước chứ không có tác dụng dưỡng ẩm. Mặc dù là trong đấy có rất nhiều glycerin. Minh Hằng, mình gửi cho em Huệ rồi, ok. Mặt Mạnh Quệt, chị muốn mua mặt nạ. Ok, cái mặt nạ thì Facemark không có thì chị có thể làm. Facemark thì không có nhưng mà các bạn ở tại công ty Facemark thì dùng rất là nhiều thì chị có thể là nhờ các bạn mua hộ cho. Sản phẩm bác thế nào? Ok, bạn Thủy Hồng. Huỳnh Vân, chào thầy Nguyễn. Cho em hỏi trước khi, xin lỗi các bạn nhé, có kinh nguyệt cái gì đây? Trước khi có kinh nguyệt vài ngày, da em thường xuyên nổi mụn, đầu đen, tư vấn giúp em cách điều trị làm sao, làm thế nào để tình trạng không xảy ra hàng tháng, em xin cảm ơn. Trước khi có kinh nguyệt thì ban nãy có một bạn hỏi về kinh nguyệt đấy. Tức là trong cơ thể chúng ta thì nó sẽ có một cái hormone, nó tên là progesterone và androgen. Thì khi mà những cái hormone này nó, cái thời kỳ kinh nguyệt là cái thời kỳ mà cơ thể người phụ nữ rụng trứng mà đúng không? Thì nó sẽ tiết ra hai cái hormone này nhiều và estrogen nó tiết ra nhiều. Thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là cái nội tiết tố. Tất nhiên là cái này mình không bên khoa sản cho nên mình sẽ không có chuyên ngành về nó, nhưng mà mình hiểu nôm na là như vậy thôi. Thì có thể hiểu rằng là nó cũng giống tuổi dậy thì ấy. Các bạn thấy là cái tuổi dậy thì tại sao lại bị mụn? Bởi vì cái đơn giản là cái androgen nó chuyển hóa thành cái testosterone thì nó sẽ làm cho tuyến bạ nhờn của chúng ta nó tăng tiết nhiều và nó gây ra tình trạng mụn. Có nghĩa rằng là cái hormone trong cơ thể nó liên quan rất nhiều đến cái tuyến bạ nhờn ở dưới da. Thế cho nên là khi mà chúng ta bị thay đổi nội tiết tố này, uống cà phê nhiều này, rồi bị căng thẳng stress thì các bạn thấy là thường là chúng ta bị lên mụn đúng không? Bởi vì là chính cái việc thói quen của chúng ta đã làm cho thay đổi cái nội tiết tố. Thì khi thay đổi nội tiết tố thì cái tuyến bạ nhờn nó sẽ hoạt động mạnh, và hoạt động mạnh thì nó gây ra cái tình trạng mụn. Cho nên là trong cái việc này thì cái nội tiết tố của bạn ảnh hưởng đến vấn đề mụn. Thì muốn điều trị được nó thì nó không phải là vấn đề ngoài da. Có thể là các bạn bảo là ồ, anh hướng dẫn cho em là dùng cái mặt nạ cấp ẩm thì điều trị mụn đầu đen rất là tốt, hoặc dùng cái xịt khoáng, dùng cái tẩy tế bào chết thì điều trị mụn đầu đen rất là tốt. Đúng, chính xác. Thế nhưng mà đấy là đối với những người đã trưởng thành, hoặc là những người mà chưa, không phải ảnh hưởng bởi nội tiết tố mà bởi vì cách chăm sóc da sai thì nó mới sinh khả dụng. Chứ còn đối với tình trạng mà các bạn bị nội tiết tố thì những cái sản phẩm mà chăm sóc ngoài da nó tỏ ra nó không hiệu quả, bởi vì chăm sóc ngoài da nó không liên quan đến nội tiết tố của mình. Rồi ok, gần 100 người đang xem rồi thì các bạn chia sẻ nhiều lên nhá, để giúp cho cái số lượng mà nhiều bạn biết đến hơn, bởi vì là cái chương trình của mình thì rất nhiều, mình nghĩ là rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang cần. Đấy, thì khi mà những cái vấn đề liên quan đến nội tiết tố của bạn mà ảnh hưởng đến da ấy, thì bạn phải điều chỉnh nội tiết tố bằng cách là ổn định cái nội tiết tố. Thì các bạn có thể là đến những cái phòng khám về khoa sản thì họ sẽ có những cái sản phẩm mà điều chỉnh lại cái progesterone ở trong cơ thể của bạn, thì nó sẽ giúp cho cái tình trạng của bạn nó hết. Còn nếu như bạn chỉ chăm sóc ngoài da ấy, thì gần như nó sẽ không bao giờ nó hết được, bởi vì cái vấn đề của mình là vấn đề ở bên trong, đúng không? Còn trong lúc mà mình đang bị thì tốt nhất là mình vẫn như người phụ nữ bình thường thôi, mình vẫn làm sạch, mình vẫn dùng dung dịch cân bằng da, chẳng có mất gì cả. Ngát Doãn, mình đang dùng sản phẩm bên bạn nhưng da mình nhạy cảm, mà mình dùng bộ kem bên bạn kết hợp ngày và kết hợp đêm thì bị mẩn ngứa. Gì? Mẩn ngứa à? Ok, bây giờ thì bạn, cái mẩn ngứa của bạn là cái cụm từ chung chung, thì mình không biết là cái mẩn ngứa của mình là theo dạng là dị ứng, hay mẩn ngứa của mình là theo dạng bị lên mụn, hay mẩn ngứa của mình chỉ là một cái dạng mà nó phản ứng ngược khi mà da của mình nó tiếp xúc hoạt chất lạ hay không, thì bạn chụp ảnh để mình, bạn gửi cho mình để mình xác định xem là nó bị cái tình trạng gì nhé. Mình xài combo 3 với huyết thanh bên Facemark, da khỏe hơn nhiều lắm bác sĩ ơi, giờ mình chỉ xài huyết thanh để phục hồi cho da khỏe. Ok bạn Sang Nguyễn, bạn xài mà cái da của bạn nó khỏe ấy, thì thực tế là cái da khỏe mình muốn làm gì cũng được, đúng không? Cũng giống như mình xây cái nhà mà nền nhà nó khỏe ấy, thì muốn làm gì cũng được. Cho nên là đối với những sản phẩm Facemark thì mình luôn khuyên các bạn là các bạn có thể là sử dụng huyết thanh của Facemark, hoặc là có thể là sử dụng những cái sản phẩm ở ngoài thị trường thì nó cũng có nhiều cái thành phần dưỡng, vitamin B3, vitamin B5, vitamin C, hoặc là các bạn sử dụng những cái dòng sản phẩm mà có cái thành phần dịch chiết tế bào gốc, nó sẽ giúp cho cái nền da của mình nó khỏe. Thì khi cái nền da của mình nó khỏe thì mình muốn điều trị cái gì nó cũng được. Nám da thậm chí là từ cái nền da nó khỏe tự nhiên nó đã mờ đi rồi, chứ đừng nói là mình điều trị nữa. Cảm ơn em, chị đang uống viên nội tiết của Facemark có giảm được tình trạng trên không em?
Chị Ánh Nguyệt chị hỏi gì nhỉ? Tại vì nhiều quá quên mất rồi. Tình trạng trên không biết là tình trạng gì em quên mất rồi. Thì chị có thể là chị gửi lại giúp em nhé. Chị đang gặp vấn đề gì ạ? Ok, bạn Đinh Thị Đăng. Ôi rất nhiều câu hỏi, mình trả lời nhanh chút nha. Ra em nám tổng hợp bộ sản phẩm Facemark có điều trị được không ạ? Về cái vấn đề sản phẩm, mình xin phép là mình sẽ không có nói ở trong chương trình của mình, thì bạn có thể chat ở đây thì chuyên gia về sản phẩm, các bạn đấy là những người chuyên nghiên cứu về sản phẩm, các bạn sẽ giúp cho bạn. Bác sĩ cho em hỏi uống viên uống nội tiết loại nào tốt, bạn Thảo Lê, mà đảm bảo chất lượng ạ. Viên uống nội tiết thì ở trên thị trường bán rất là nhiều, ở kể cả tiệm thuốc tây thì bây giờ làm các bạn thấy là cái tiệm thuốc tây ấy, thì thường là có một quầy thuốc đúng không, bên cạnh là vẫn là quầy thực phẩm chức năng và những cái dạng viên uống hỗ trợ cái nội tiết tố. Thì các bạn có thể là ra tiệm thuốc tây các bạn hỏi một cái y sĩ ở đấy thì có cái sản phẩm mà nào mà trên bao bì của nó có chữ estrogen ấy, thì thường đấy là tất cả những cái sản phẩm về điều chỉnh nội tiết tố, thì nó sẽ giúp cho các bạn là điều chỉnh cái nội tiết tố trong cơ thể của mình. Thì các bạn có thể chọn một cái thương hiệu, về thương hiệu thì mình sẽ không biết được là cái thương hiệu nào tốt, bởi vì bản thân mình không đánh giá về cái thương hiệu ở trên thị trường, mình phải nhìn cái thành phần. Thì các bạn có thể là gửi cái thành phần của cái sản phẩm đấy sang cho mình, thì mình sẽ giúp cho các bạn xem là cái trữ lượng ở trong cái sản phẩm đó nó có đủ tốt cho các bạn hay không. Chị chào em Thành Nguyễn, Thành nhé rồi ok. Chị Mai Họa Mi, Phạm Sáu Anh Thành ơi, đang sử dụng tái tạo nám rồi lên nhiều như không bong thì em có nên dùng tiếp không ạ? Bạn hỏi bạn đánh không giấu này khó đọc quá nhỉ. Đang dùng tái tạo nám rồi lên nhiều như không bong thì em bạn đánh có dấu giúp mình bạn Phạm Sáu nhá. Chị có mua combo 5, chị nám sử dụng mấy hôm da sậm màu đi nhiều có vấn đề gì không? Mấy hôm thì không vấn đề gì chị ạ. Cái vấn đề mấy hôm thì nó chỉ là cái vấn đề của cái phản ứng, giống như thể là cái cơ thể mình khi mà tiêm những cái hoạt chất mà chẳng hạn như thể là chúng ta thấy là mình đi viện đúng không, mà tiêm những cái thuốc tê hoặc là những cái dạng thuốc mà nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó tê liệt ấy, thì thường nó sẽ có những cái dạng sốc phản vệ. Thì tương tự như vậy đối với những sản phẩm điều trị cũng thế, thường là thời gian ban đầu nó sẽ có những cái phản vệ lại của nó. Mình hỏi bôi lá trầu là họ tự chế mình mua, giờ da mặt bị cháy, thuốc bôi thì cũng không khỏi, giờ có thuốc gì bạn tư vấn với mình rồi. Cái lá trầu không này thì hôm trước mình đã có một cái chuyên đề nói riêng về lá trầu không rồi. Cái lá trầu không là một cái thảm họa khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm trị nám bằng lá trầu không. Đây mình cho các bạn xem rất nhiều những cái tình trạng nám mà do bôi lá trầu không, bởi vì sao? Bởi vì trong lá trầu không á nó có một cái thành phần polyphenol thực vật có tên là tannin. Thì tannin là một cái chất mà các bạn biết rằng là nó có một khả năng kháng khuẩn rất là tốt. Tức là về cái ưu việt của nó thì khả năng kháng khuẩn của lá trầu không cực kỳ tốt. Cho nên ngày xưa cái thời mà ông bà mình, cái thời mà chưa có thuốc để mà điều trị bệnh lăng ben hoặc tổ đỉa hắc lào nhiều ấy, thì các bạn thấy rằng là trẻ con mà nó cứ bị mụn ở mông này, bị lăng ben do nó tắm sông, tắm ao, tắm hồ nhiều ấy, thì thường là pha cái lá trầu không loãng ra bắt đầu thoa lên thì nó hết đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái lá trầu không nó có thành phần tannin, polyphenol thực vật tannin nó sẽ sát khuẩn. Và đặc biệt là trong những dạng thuốc kem đánh răng ấy, của các cái bệnh viện về nha khoa thì thường người ta cũng bỏ cái tannin này vào. Chứ các bạn sẽ thấy là cái người ăn lá trầu không thì ông bà mình ăn trầu cả đời chẳng bao giờ sâu răng, là bởi vì sao? Bởi vì tannin nó diệt khuẩn cực kỳ khủng khiếp. Thế nhưng mà cái thành phần tannin này với cái trữ lượng cao quá ấy, thì nó sẽ làm bỏng da. Và đặc biệt là trong lá trầu không thì nó lại có cồn. Các bạn đắp lá trầu không các bạn thấy mát mát đúng không? Bởi vì đơn giản là trong lá trầu không có cồn. Thì đây là cái tình trạng, một trong những cái tình trạng mà đắp lá trầu không này. Thì khi mà đắp lá trầu không này nó bị cái tình trạng là mất sắc tố, có nghĩa là nó đã bị xâm lấn, nó quá đến cái mức màng đáy của biểu bì rồi thì nó bị mất sắc tố như này. Và có một số những cái liệu pháp để điều trị cái biện pháp này là bây giờ như ở trong Sài Gòn á, người ta có một số những cái bệnh viện thì người ta có quảng cáo nhưng mà trên thực tế thì cá nhân mình cũng chưa thấy cái tình trạng nào mà cải thiện được, tức là họ chiếu tia UV để cải thiện cái vấn đề mà sắc tố. Thế nhưng mà trên thực tế thì mình vẫn chưa thấy cái trường hợp thực tế nào mà điều trị được cái tình trạng nám này. Đây là bị lá trầu không đây. Đây các bạn thấy bị mất sắc tố không? Đây các bạn thấy không? Bị mất sắc tố rất là nhiều. Thì đây là cái tình trạng mà mình nghĩ rằng nếu như bạn nào đang có ý định sử dụng trầu không á thì các bạn bỏ ngay cái ý định đi, bởi vì nếu như không muốn là mình tự hủy hoại cái da mặt của mình. Còn chị Hoàng Hằng là bây giờ chị có thể là chị gửi cái ảnh da mặt sang cho em để em xem được cái tình trạng mất sắc tố của chị đến mức như nào. Nếu nó mất quá ấy, thì bây giờ mình chỉ có thể là mình điều trị theo kiểu là mình dưỡng để cho nó tái tạo phục hồi lại cái da thôi, chứ còn không thể nào điều trị được hết đâu. Theo Nguyễn, ngoài 30 tuổi chị bị nám và tàn nhang nên dùng combo mấy anh ơi, chị cảm ơn. Về sản phẩm thì chị cứ chat ở đây thì lát nữa sẽ có một bạn trực page, bạn ấy sẽ giúp cho chị về sản phẩm nhé. Da chị đốm nâu, nội tiết xài nhiều mỹ phẩm, da yếu đi, đang xài combo 5 có khỏe không?
Bây giờ như này, combo 5 thì nó là cái sản phẩm về điều trị. Thế còn bây giờ đốm nâu nội tiết xài nhiều sản phẩm rồi ấy, thì có nghĩa là cái tiền sử của chị đã từng sử dụng nhiều những cái sản phẩm mà có tính chất là nó sẽ làm cho nền da mình nó yếu đi, tức là cái sợi collagen và elastin ở dưới da mình nó bị đứt gãy. Thì em khuyên chị là nếu như trong trường hợp em là chị ấy, thì em sẽ sử dụng cái sản phẩm tế bào gốc trước, tức là sản phẩm mà nó phục hồi da trước. Hoặc nếu như chị có điều kiện kinh tế tốt ấy, chị có thể là đến spa thì người ta sẽ có phương pháp PRP, tức là phương pháp lăn kim bằng máu tự thân, để giúp cho cái nền da của mình nó dày trước, sau khi dày trước đã, sau đấy thì mình mới sử dụng cái biện pháp điều trị. Chứ còn nếu như cái nền da của mình đang yếu, như nói từ đầu chương trình đến giờ, cái nền da của mình đang bị suy giảm collagen, đang bị teo da, giãn mạch, nổi cái chỉ máu, mà mình lại cứ cố mình điều trị nám, thì những cái hoạt chất ở trong sản phẩm điều trị nám thì ít nhiều nó sẽ có axit, đúng không? Không ít thì nhiều nó sẽ có axit, hoặc là nó có những thành phần của hydroquinone. Mà hydroquinone bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là một dạng phenol. Mà phenol khi vào da của mình thì ít nhiều nó cũng sẽ có độc. Đấy là nó thực tế, đúng không? Thì khi mà chị dùng những cái sản phẩm như vậy á, thì có nghĩa là da của mình nó sẽ chịu một cái áp lực nào đấy, và đôi khi nó không chịu được, thì nó dẫn đến cái tình trạng là cái nám của chị đôi khi nó lại rất là lâu khỏi. Và khi mà mình sử dụng như thế thì nó giống như thể mình xây một cái ngôi nhà đẹp trên một cái móng nhà yếu, thì có thể là cái móng nhà nó bị suy thoái đi thì cái ngôi nhà của mình nó cũng bị ảnh hưởng theo. Dùng tế bào gốc thường xuyên được không ạ? Nếu có điều kiện kinh tế thì dùng tốt quá, làm gì nữa. Bạn chị Tina, uống viên uống vitamin E và C có bớt nám không? Như mình nói từ cái câu hỏi số mười mấy đấy, là uống vitamin E và vitamin C là hai cái nhóm vitamin được xét vào những cái dạng vitamin chống oxy hóa tốt nhất của loài người. Vitamin E thì tan trong dầu và vitamin C thì tan trong nước. Thế thì khi mà uống những cái dạng vitamin này thì cái cơ chế của nó sẽ đi vào máu và nó tạo ra cái ion dương, nó nhả ra ion dương và nó trung hòa với ion âm do các gốc tự do làm hại cơ thể nó sinh ra, tức là nó trung hòa, nó đến nó bắt những cái ion âm đấy. Thì bản chất của các loại vitamin này nó là chống oxy hóa, tức là chống lão hóa, tức là những người mà uống vitamin E, vitamin C nhiều thì thường là cũng khuyên hướng là trẻ hơn những người không uống. Bởi vì sao? Bởi vì tế bào chúng ta không bị phá hoại. Còn về vấn đề nám, nó là vấn đề của melanin, thì nó lại không phải vấn đề của lão hóa. Cho nên là uống vitamin C và vitamin E thì về mặt lý thuyết thì có thể nó vẫn có khả năng điều trị nám, nhưng trên thực tế thì cái sinh khả dụng của nó rất là thấp. Phạm 6, em uống thuốc trị nám mà nám nổi nhiều hơn thì có nên uống nữa không anh? Uống thuốc trị nám mà nám nổi nhiều hơn á, thì có một số những cái cơ sở mà người ta khi người ta bán những cái thuốc trị nám cho mình mà mình về mình uống xong thì cái nám của mình đậm hơn, thì người ta cứ bảo là cái nám nó đẩy ra, thực ra nó không có. Cái đấy là người ta nói để mà trấn an mình thôi, còn trên thực tế thì nó không phải là đẩy ra đâu. Mà cái nám làm sao nó đẩy ra được, bởi vì cái nám là trên bề mặt da, đúng không? Mà cái nám nó đẩy ra thì nó không phải là giống như cái mụn là nó mọc ở dưới trung bì nó mọc lên, mà nám là ở trên bề mặt da cơ mà, thì nó không có chuyện nó đẩy lên. Nếu như đẩy lên thì nó đã nằm ở trên đấy rồi, chứ làm sao có chuyện nó nằm ở dưới trung bì. Cái nám là ở trên thượng bì, còn mụn là dưới trung bì. Thì nếu như mụn nó đẩy lên thì đúng, chứ còn nám mà đẩy lên thì đấy là hoàn toàn không có thật. Cho nên là những cái sản phẩm của bạn ấy thì bạn chụp cái thành phần cho mình xem là nó có hoạt chất gì mà tại sao cái nám của bạn ấy đậm lên. Anh ơi cho em hỏi, em đang dùng combo 5 nhưng sữa rửa mặt khác có làm sao không? Sữa rửa mặt của em á, Kim Ngân này, Kim Ngân, nếu như em dùng combo 5 thì nó là vấn đề của nám da, đúng không? Còn sữa rửa mặt nó liên quan đến vấn đề lỗ chân lông. Nếu như da mặt của em không bị mùn, không bị nhờn, không bị mụn, không bị cái tình trạng là da của mình nó đang bị viêm á, thì ok, em có thể chọn cái sữa rửa mặt phù hợp với mình là được, còn không quá câu nệ trong cái việc đấy đâu. Còn nếu như da của em nó bị cái tình trạng mụn đi kèm á, thì em phải cân nhắc lại cái sữa rửa mặt của mình nó là dạng không bọt thì nó sẽ tốt nhé. Chị Lê Chu Ánh Ngọc, anh ơi em dùng kem nâng tông và kem chống nắng. Hà Mi, anh ơi em dùng bộ 5 được nửa liệu trình mà sao da tự nhiên vàng lên ạ? Cái vàng lên này có thể là do trong cái thực phẩm của bạn ấy, bạn để ý xem là có vitamin A hay không. Tức là có một số bạn da của bạn vàng lên là bởi vì sao? Bởi vì trữ lượng ở trong viên uống nội tiết tố của mình nó đã có vitamin A rồi. Thì khi mà các bạn sử dụng thêm những cái sản phẩm ở bên ngoài theo cơ chế là có thể dạng thực phẩm chức năng hoặc là cái thực phẩm mà mình bổ sung hàng ngày ấy, nó có vitamin A, thì nhiều vitamin A quá thì nó dẫn đến cái tình trạng vàng da của bạn, thì bạn giảm cái khẩu phần ăn có những vitamin A đi là được nhé. Cho em hỏi Chu Ngọc Ánh, anh ơi dùng kem chống nắng, kem nâng tông và kem chống nắng cũng sáng da nhưng da em bong và ngứa là sao hả anh? Em cảm ơn. Cái kem chống nắng của em, cái kem nâng tông á, kem nâng tông thì chủ yếu trong các kem nâng tông thì thành phần của nó vẫn là cái titan oxit thôi. Bởi vì trong tất cả các sản phẩm make up thì chủ yếu người ta sẽ sử dụng cái titan oxit để làm cái lớp make up giả. Chứ các bạn sẽ thấy là mình bôi kem chống nắng nó cũng tạo ra một lớp make up giả, đúng không? Thì bởi vì đấy chính là nhờ vào thành phần titan oxit.
thì cái dạng bột titanoxid này nó sẽ làm cho cái da của mình nó dễ bị kích ứng. Bởi vì sao? Bởi vì nó len lỏi vào lỗ chân lông của mình, mà những cái bạn nào mà da bị dễ kích ứng á, thì thường hay có hiện tượng ngứa là bởi vì như vậy. Thế còn hiện tượng bong da của bạn á, thì đôi khi là trong cái kem nâng tông của bạn nó có thành phần acid glycolic đấy, thì nó sẽ có hiện tượng bong da. Bởi vì sao? Bởi vì cái acid glycolic này sẽ làm cho ly giải cái lớp sừng và nó gây hiện tượng bong da của bạn. Thì bạn có thể là dùng bình kem chống nắng thôi là được rồi. Còn cả hai thứ thì nó giống như thế, là bây giờ titanoxid là 5g trong kem chống nắng đúng không, 5g trong cái kem nâng tông, thì cả hai bạn dùng là 10g trên da của bạn, thì bạn sẽ thấy là cái da của mình nó quá nhiều cái make up ở trên đấy, thì nó thường là nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, gây ngứa. Cho em hỏi Mai Hoa Mai, cho em hỏi chút, da chị bị nám nội tiết, hiện chị đang dùng viên uống nội tiết Ngọc Hoàng và serum tái tạo nhân sâm skin. Chị dùng được hơn 1 tháng, da chị cải thiện được 50%. Vậy chị hỏi em, khi chị hết nám thì chị nên xài gì cho da mặt để giữ cho nám không không bị nám nữa em? Thì cái vấn đề như này, khi mà chúng ta chọn được một cái sản phẩm trị nám mà sau đấy được cái nám của mình hết á, thì đầu tiên mình phải xác định được xem là cái hết nám đấy nó là do corticoid trong sản phẩm đấy, hay là cái hết nám đấy là do những cái hoạt chất tốt ở trong sản phẩm đấy nó làm cho mình hết nám. Nếu trường hợp thứ nhất là nám hết do corticoid á, thì khi chị ngưng thì cái nám của chị nó sẽ quay trở lại mà nó đậm hơn. Đấy, thì lúc này cái việc của chị là chị phải cai nghiện cái corticoid đi. Đấy, thế còn nếu như cái sản phẩm của chị là tốt thật, cái sản phẩm của chị thì em sẽ không đánh giá cái sản phẩm đấy, bởi vì thực tế là em cũng chưa đọc thành phần và cũng chưa dùng cái sản phẩm đấy, nên là xin phép là không đánh giá về cái sản phẩm chị đang nói. Nhưng nếu như trong trường hợp là sản phẩm đấy là tốt thật, có những cái thành phần điều trị nám thật, mà sau khi chị đã khỏi cái nám đấy rồi, thì chị cần phải tập trung cho sản phẩm kem chống nắng. Bởi vì sao? Bởi vì nám, những người da nám là những người cực kỳ nhạy với kem chống nắng. Mình phải hiểu như cực kỳ nhạy với nắng. Có nghĩa là cái nám á, các bạn hiểu rằng là tại sao mình đi ra đường mình mặc cái áo màu đen thì mình cảm thấy rất là nóng đúng không? Mặc cái áo màu trắng thì mình cảm thấy mát, là bởi vì sao? Bởi vì những cái gì màu đen nó sẽ hấp thụ cái ánh nắng tốt hơn là những cái gì màu trắng. Cái thời ngày xưa mình học ấy, cái thời vật lý ấy, là tông màu nóng và tông màu lạnh đúng không? Thì cái tông màu nóng là những cái sắc tố màu đen, có nghĩa là trên da chúng ta này, thì khi mà có những cái lốm đốm màu đen này, thì cái những lốm đốm đấy nó hút cái tia UV, hút cái ánh nắng vào nhiều hơn là những cái đốm sáng ở trên da mặt. Cho nên là tóm lại là đối với những người da nám mà sau khi điều trị được rồi ấy, thì phải tập trung tối đa cho việc chống nắng. Và cái thứ hai nữa là chị nên mua những cái dạng viên uống chống nắng ở bên trong, bởi vì những dạng viên uống chống nắng thời buổi bây giờ thì thường trong những cái thành phần của nó ấy, nó sẽ có nhiều những cái dạng glutathione này, có thể là những dạng tranexamic acid, thì nó sẽ giúp cho ức chế cái enzyme tyrosinase để nó không mọc nám trở lại nữa. Đấy là những dạng viên uống chống nắng xịn. Thế còn những dạng viên uống chống nắng thường thì nó sẽ có vitamin A, K, D, E, nó sẽ giúp chống oxy hóa, thì nó cũng giúp cho cái quá trình mà điều trị nám của mình nó không bị tái lại nhé. Vũ Thị, da mặt em đang khá là khô, mặt thì nhiều nám, bây giờ dùng cách nào để cải thiện ạ? Cái bây giờ bây giờ Vũ Thị như này nhá, em phải chia thành hai trường hợp. Thứ nhất là da của em khô, và thứ hai là da của em nám. Khô và nám là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, chứ không phải là vấn đề mình xử lý chung trên một cái giải pháp được. Có nghĩa là sao? Bây giờ nếu như da của em mà bị, xin lỗi các bạn, mà nãy mình chưa kịp uống nước. Thứ nhất là da của bạn mà bị khô á, thì như mình nói trong cái câu hỏi số 30 mấy á, là gì? Da của chúng ta khô, nó có một số những cái khô như này. Khô thứ nhất là khô do cái tình trạng là mình khô do cơ địa da mình khô. Thì lúc này các bạn phải tẩy tế bào chết dạng vật lý thật nhiều, những dạng hạt cát á, để cho kích thích cái hệ bạch huyết chúng ta nó tiết dầu, thì da chúng ta nó sẽ hết khô. Còn khô thứ hai là khô do mất nước, do chúng ta sử dụng cái chúng ta sống trong cái phòng điều hòa, phòng máy lạnh quá nhiều. Đấy, thì trong cái trường hợp khô đấy là khô do mất nước, thì khô đấy các bạn phải thường xuyên cấp ẩm cho da của mình bằng cái cách là chúng ta dùng những dạng xịt khoáng như này, hoặc là dùng mặt nạ cấp ẩm, đấy là tốt nhất. Cái khô thứ ba là khô do cái tuổi lão hóa của mình, là khi mà cái chất keo, cái tuổi lão hóa chúng ta ở trong da chúng ta có một cái thành phần là hyaluronic acid, là một cái chất keo để nó giữ nước. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là tại sao mà bọn trẻ con á, một ngày nó có thể là nó chẳng uống nước mấy đâu, nó cứ chạy chơi suốt ngày như thế, nhưng mà da lúc nào nó căng bóng, đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì cái chất keo hyaluronic trong da của nó vẫn còn đang tồn tại rất nhiều, cho nên nó hút nước vào tốt, thì da của nó lúc nào nó cũng căng bóng. Còn đối với những người mà tuổi lão hóa bắt đầu 45, 50 thì bắt đầu thấy rằng là một ngày mình có thể uống đến 3-4 lít nước nhưng mà nó vẫn không thể nào nó khô, nó hết hiện tượng khô da rồi. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất keo trong da mình đã bị suy thoái đi rồi. Thì lúc này các bạn, nếu như cái khô của bạn là do lão hóa, thì lúc này các bạn cần phải bôi những cái sản phẩm có tính chất là hút ẩm cho da, thay vì cái chất keo đấy, có thể là glycerin, có thể là butylene glycol, có thể là propylene glycol, là những cái hoạt chất mà thường trong các kem cấp ẩm á, thì khi mình bôi vào da nó sẽ có cơ chế là hút nước ở ngoài môi trường, nó kéo vào da của mình, nó thay cái chất keo đấy. Hoặc là tốt nhất
thì các bạn bôi những hoạt chất có hyaluronic acid mà cái trong công nghiệp người ta có thể bào chế ra được, tức là những cái sản phẩm mà có thành phần của nó là HA ấy, thì thường những sản phẩm này nó sẽ giúp cho da các bạn nó đỡ khô đấy. Thế còn trong trường hợp mà da của bạn bị nám, thì bây giờ mình nói cái vấn đề nám của bạn là cái trường hợp thứ hai, là cái bài toán thứ hai của bạn. Thì nám của bạn, bạn phải phân biệt được nó là nám mảng hay là nám di truyền, tức là nám do nắng hay là nám di truyền hay là nám do nội tiết. Thì nếu như từng cái trường hợp đấy thì mình mới có thể là chỉ cho bạn cái cách điều trị được. Chứ còn nếu như bây giờ mình nói là bệnh nám không, thì cái cụm từ nám á, nhân đây thì mình nói luôn là cái cụm từ nám da là cái cụm từ mà nói cho rất nhiều cái thể biến đổi sắc tố trên da. Ví dụ như đồi mồi cũng là một dạng nám, nám nội tiết cũng là một dạng nám, đúng không? Bớt cũng là một dạng nám, hoặc là tàn nhang cũng là một dạng nám. Thì bây giờ cái nám mảng cũng là một dạng nám. Thì bây giờ từng cái loại nám đấy nó sẽ có những cái phác đồ điều trị khác nhau, chứ không thể nào một loại thuốc mà có thể điều trị được tất cả các loại nám đấy. Cho nên đầu tiên bạn phải xác định được này, mình trả lời lại lần nữa câu hỏi của Vũ Thị này, là da bạn khô thì bạn phải xác định được khô do cái gì, khô do tuổi tác, hay là khô do trong phòng máy lạnh, hay là khô do cơ địa da mình khô. Thì mỗi cái trường hợp khô đấy mình sẽ xử lý nó khác nhau nhá. Thế còn trường hợp thứ hai là trường hợp của vấn đề nám, thì bạn phải xác định được là nám của bạn là nám nội tiết, nám di truyền hay là nám nắng, thì bạn mới có giải pháp được nhá. Bạn Phạm Mộng Huyền bên mình có bán kem nám không em? Ok, bạn chị Mộng Huyền, chị chat lên đây thì sẽ có một chuyên gia của Facebook sẽ chat lại với chị về cái vấn đề sản phẩm. Thủy Trần, chào anh, cho em hỏi uống viên uống trị nám combo 5 của Facebook có làm thay đổi chu kỳ dụng chứng không ạ? Với có bầu có sử dụng được combo 5 không ạ? Như mình nói hôm trước đấy các bạn, là về cái vấn đề mà các bạn khi mà đang có bầu, thứ nhất là cái viên bạn hỏi có hai ý đúng không, là cái chu kỳ dụng chứng thì combo của Facebook nó không ảnh hưởng đến cái chu kỳ dụng chứng, bởi vì cái đấy là Bộ Y tế đã kiểm định rồi. Cái thứ hai nữa là với cái vấn đề mà sử dụng combo 5 khi đang có bầu, thì mình khuyên các bạn, là mình đã nói các bạn rồi đấy, là trong tất cả các dòng mỹ phẩm, nó đã là hóa mỹ phẩm, thì không ít thì nhiều nó sẽ có những cái thành phần mà nó không tốt cho thai nhi. Đấy là cái mà chúng ta cần phải chấp nhận một cái điều như vậy. Thì khi mà các bạn, những bạn mà nào mà đang có em bé này, thì mình khuyên các bạn là tất cả những dòng sản phẩm trị nám, trị mụn các bạn tuyệt đối không được dùng, bởi vì ít nhiều nó sẽ có những cái ảnh hưởng đến thai nhi. Cái công việc của các bạn là gì? Các bạn chỉ được dùng những sản phẩm trắng da, sạch da, sản phẩm cân bằng da, sản phẩm tẩy da chết, tức là những cái sản phẩm mà có cái tác động lên bề mặt da thôi, chứ không được có tác động đến cái vấn đề uống cái nội tiết tố ở bên trong nhá. Thế còn về cái vấn đề các bạn muốn sử dụng cái điều trị nám lúc này ấy, thì mình nghĩ rằng là khi mà mình mang bầu thì chúng ta nên ưu tiên cho em bé. Còn cái vấn đề điều trị nám cho bản thân mình thì có thể là mình bị sau, mình tập trung sau. Thì khi mà bạn sau khi sinh em bé rồi thì mình sẽ giúp cho bạn điều trị cái vấn đề đấy. Chị Hợp Phương Nguyễn, chị nám à, chắc là bạn tăng tên. Cảm ơn em nhiều. Ok chị Nguyễn Dung, cảm ơn bác sĩ, kiến thức rất bổ ích ạ. Ok bạn Tịnh Tina, chị bị nám chân sâu đã dùng hết gói combo 5 mà chưa có sự cải thiện. Ok chị gửi ảnh ra mặt để em xem là hôm trước có một bạn cũng hỏi mình về cái việc là tại sao mà gói combo 5 á, dùng hết cả gói rồi nhưng mà tại sao không cải thiện. Thì mình có một số trường hợp như này. Cái thứ nhất là cái trường hợp đầu tiên á, là bởi vì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn không có thói quen tẩy da chết. Bởi vì sao? Không chỉ là combo 5 đâu, còn rất nhiều những sản phẩm khác nữa. Nhiều bạn bảo là anh ơi mua một bộ sản phẩm của Hàn, của Đức, của Nhật, rất là nhiều sản phẩm đắt tiền, nhưng mà tại sao dùng không có tác dụng, là bởi vì sao? Bởi thứ nhất là cái thói quen của các bạn không tẩy tế bào chết. Thì khi mà cái lớp keratin ở trên mặt của mình nó quá dày thì cái sản phẩm nó không thể nào thẩm thấu vào được. Đấy, và thứ hai nữa là thường là trong thời buổi bây giờ các bạn thấy là nhà nào cũng có máy lạnh đúng không? Thì khi mà chúng ta bôi kem lên da thì nhận thấy rằng một cái rằng là mình bôi kem lên da nhưng mà chưa kịp thẩm thấu thì nó đã bị khô đi mất rồi, thì nó không có tác dụng tốt. Cái thứ hai nữa là trong trường hợp cái nền da của bạn nó quá yếu thì lúc này các bạn cần phải cải thiện cái da của mình trước, sau đấy thì mình dùng sản phẩm nó mới tác dụng. Và cái thứ ba nữa là trong trường hợp mà các bạn nhận thấy rằng là mình dùng cái sản phẩm mà nó lâu có tác dụng ấy, là bởi vì sao? Bởi vì cái lý do đơn giản là các bạn thường xuyên là mình không có cấp ẩm cho da, tức là nó không có dung môi để nó hòa tan cái kem. Thế trong trường hợp này thì các bạn sẽ phải gửi cái da mặt sang cho mình để mình xem là cái tiền sử các bạn sử dụng bằng cái cách dùng như nào. Còn chủ yếu cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này là có thể là dẫn đến cái việc mà các bạn sử dụng chưa hiệu quả là bởi vì không tập trung cho sản phẩm kích thích thẩm thấu. Đấy là cái nguyên nhân thứ ba. Trịnh Hợp, bị nám lỗ chân lông to mụn điều trị như thế nào? Bị nám lỗ chân lông to mụn thì đấy là ba bài toán khác nhau. Tức là sao? Có nghĩa rằng là ở trên da chúng ta nó có rất nhiều vấn đề của bệnh lý. Nám da là một bệnh riêng, là của vấn đề sắc tố melanin. Còn lỗ chân lông to là vấn đề của cái trung bì da, còn mụn
thì nó cũng là vấn đề của cái năng lông của tuyến bạ nhờn. Thì bây giờ một câu hỏi tuy là ngắn của bạn thôi nhưng mà nó có rất nhiều cái mình cần phải trả lời. Thì những cái yếu tố về nám mình đã trả lời ở trên, lỗ chân lông to mình trả lời ở trên rồi, và mụn thì mình cũng đã trả lời ở trên rồi. Thì bạn cố gắng bạn kéo lên để bạn xem nhé. Phòng khám của mình ở đâu, khi nào có thời gian lên khám? Mình ở 137 Hồ Tùng Mậu, thì bạn có thể là bạn có dành thời gian bạn lên, mình ở Hà Nội thì các bạn có thời gian các bạn có thể lên để mình thăm khám nhé các bạn. Ánh Nguyệt, da bị ít nám nội tiết, da sần, không đều màu, lỗ chân lông rất to, đã bắn laser một lần, dùng rất nhiều sản phẩm, đã làm vi tảo hai lần nhưng da vẫn không cải thiện vì thì có nên sử dụng sản phẩm dưỡng chuyên sâu như BHA, HA, vitamin C, B0M. Thế này chị Ánh Nguyệt này, là da của chị đã từng dùng nhiều các biện pháp rồi á. Thì bây giờ những cái sản phẩm mình nói một chút về cái AHA và BHA, nhiều người hỏi. Thì AHA là những cái nhóm axit mà tan trong nước và BHA là nhóm axit mà tan trong dầu. Thì AHA là những cái axit tan trong nước, ví dụ như là axit glycolic này, axit citric, axit malic, axit lactic, là những cái dạng axit mà tan trong nước và thường người ta sẽ sử dụng nó để mà tẩy tế bào chết trên bề mặt da. Còn BHA là cái nhóm axit mà tan trong dầu thì nổi tiếng nhất là có axit salicylic, là nó dùng để tẩy tế bào chết ở dưới sâu lỗ chân lông. Thì cho dù là axit gì đi chăng nữa thì bản thân của nó là gốc COOH đúng không? Nó là cái axit hữu cơ thì bao giờ nó cũng sẽ làm cho da mình bị mỏng đi và bị bắt nắng. Cho nên là axit nhóm AHA và BHA thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều người á, những cái người bác sĩ mà có chuyên môn thì người ta tư vấn cho các bạn thì thường người ta hay dặn các bạn là gì? Là sau khi sử dụng thì phải tránh nắng. Là bởi vì sao? Bởi vì cái AHA và BHA nó sẽ làm cho da mình mỏng đi. Thì bây giờ chị đã nói là chị đã từng peel da rồi. Peel da vi tảo hai lần rồi thì về thực tế cái vi tảo này nó cũng là cái acid glycolic để nó lột da của mình đi thôi, chứ nó cũng không có gì thần thánh cả. Thì sau khi chị đã laser một lần rồi, dùng nhiều sản phẩm rồi và bây giờ vi tảo hai lần rồi mà chị lại còn tiếp tục AHA và BHA vào nữa thì không khác nào là bây giờ nhà mình đã đói ăn rồi mà mình lại còn đi làm từ thiện, đúng không? Thì đương nhiên là không thể nào. Đấy. Và vitamin C, vitamin B thì bây giờ B của chị là B gì? Bởi vì B nó có B1, B2, B3, B5, B6, B12, B10, B8. Thì cái vitamin B của chị là vitamin B gì? Nếu như B3, B5 thì ok. Thế còn những cái dạng vitamin B khác thì nó sẽ không có tốt cho cái vấn đề da của mình nếu như mình dùng nhiều, hoặc là có thể là có một số những dạng vitamin B ấy, thì mình dùng cần phải có sự kê đơn của bác sĩ. Còn cái vitamin C của chị thì bản thân của nó như em nói lúc trước ấy, thì nó cũng là cái acid ascorbic. Thì chúng ta dùng nó cũng sẽ có cái tính năng là làm gây bắt nắng. Có nghĩa là da của chị bây giờ thì tập trung cho vấn đề sản phẩm dưỡng, là những sản phẩm mà chứa vitamin B3, vitamin B5, hoặc là chứa huyết thanh tế bào gốc, là những cái sản phẩm mà chị có thể dùng. Còn tốt nhất là chị không nên dùng những cái sản phẩm mà chứa axit nhiều nữa. Hoặc vitamin C cũng tương tự, không nên dùng nhiều nhé. Vitamin C thì theo đường uống thì ok, còn đường bôi thì không nên dùng. Nguyễn, ok, Thùy Hà. Thị Kim Liên Võ, hôm trước chị có gửi ảnh da mặt và da tay, con chị nhờ em tư vấn nhưng không nghe em trả lời. Sao bên bên Facebook, nếu như bạn nào đang liên hệ với chị thì có thể là giúp cho chị về cái vấn đề trả lời. Nếu như chị có ở Hà Nội không? Chị ở Hà Nội thì chị tốt nhất là chị đem cháu lên để em gặp thì tốt nhất là nó sẽ thực tế hơn. Chứ còn nếu như bây giờ mà gửi ảnh không ấy, thì đôi khi tức là cái vấn đề da liễu như này này. Da liễu thì nó sẽ có rất nhiều mảng. Da liễu về y tế là những cái vấn đề các bạn thấy rằng là những bác sĩ da liễu hoặc là bệnh viện da liễu là mình phải đem đi. Nếu như trong trường hợp da liễu y tế, lăng ben, tổ đỉa, hắc lào hoặc là giang mai lậu là những cái vấn đề da liễu, nhưng mà nó là da liễu y tế, tức là cần phải có sự can thiệp của y học thì nó mới giải quyết được. Còn vấn đề thứ hai là vấn đề của da liễu thẩm mỹ, thì đấy là của spa, thẩm mỹ viện và của những cái hãng mỹ phẩm thì có thể giải quyết được. Thì trong trường hợp này là chị Kim Liên Võ, chị đang gặp vấn đề về da liễu y tế thì sẽ có những người thầy của em là những người mà làm bên bệnh viện da liễu, là những người mà có bao nhiêu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, thì họ sẽ giúp cho chị trong vấn đề đấy. Còn chị không phải lo. Còn chị tốt nhất nếu chị ở Hà Nội thì chị sẽ đưa cháu lên gặp thì em sẽ giúp cho chị trong vấn đề đấy nhé. Chào bạn Thủy Hà. Vương Tâm, chào bác sĩ ạ. Ok, chào bạn. Mình thoa serum HA và uống thuốc trị nám, vậy có hợp lý không? Cần thành phần gì để trị nám cho tốt ạ? Bây giờ thì cái serum HA ấy, thì mình lưu ý các bạn như này, cái serum HA thì đương nhiên là tốt rồi. Thế nhưng mà cái HA nó có một cái đặc tính là nó háo nước. 1 gram HA nó có thể ngậm được 6 lít nước, thì các bạn biết là cái độ háo nước của nó đến mức như nào. Tức là có nghĩa rằng là khi mình bôi HA lên da ấy, thì nó sẽ hút nước ở ngoài môi trường, nó kéo vào da của mình. Nó giống như những hoạt chất glycerin hoặc propylene glycol như mình nói lúc đầu đến giờ, đúng không? Thì đặc tính của HA là một đặc tính háo nước. Nhưng mà ngược lại, nếu như các bạn dùng HA thì bạn phải lưu ý cho mình là gì? Là các bạn dùng nó trong môi trường điều hòa máy lạnh thì các bạn tuyệt đối không có được dùng. Bởi vì
cái HA nó háo nước thì nó sẽ kéo nước ở trong da của mình và nó bốc hơi ra bên ngoài. Đấy là cái đặc tính của HA. Thì khi mà chúng ta sử dụng HA để mà dưỡng ẩm thì nó rất là ok. Còn cái vấn đề mà uống thuốc trị nám và bôi kem trị nám có hợp lý hay không đối với sử dụng HA thì nó không liên quan. Tức là có nghĩa là HA là cái cấp nước, còn cái viên uống trị nám hay là cái kem bôi trị nám là cái của vấn đề melanin, thì hai cái vấn đề đấy là hai vấn đề không liên quan. Nó giống như thể là bệnh xương khớp với bệnh dạ dày ấy, nó không liên quan đến nhau, thì bạn có thể dùng kết hợp được nhé. Em có làm tách huyết tương cái màu tự thân một lần, da có cải thiện, da em trước không đều màu, giờ em thấy đỡ hơn, da em thuộc dạng da dầu, làm nhiều lần có sao không ạ? Cái vấn đề mà các bạn tách huyết tương dầu tiểu cầu, tức là cái phương pháp này thì mình nói đây để một số bạn có thể hiểu biết, là phương pháp PRP ấy, là platelet rich plasma, tức là nghĩa là huyết tương dầu tiểu cầu. Thì ở trong máu chúng ta nó có 3 thành phần đúng không? Một là hồng cầu, hai là bạch cầu và ba là tiểu cầu. Hồng cầu nó có tác dụng vận chuyển oxy, lipid và axit béo đi khắp cơ thể để nuôi cơ thể chúng ta, tạo ra năng lượng. Còn bạch cầu là có tác dụng là tạo ra phản ứng miễn dịch, giống như thể là bây giờ các bạn bị mụn, các bạn bị ngã xe thì các bạn thấy là bạch cầu nó sẽ đến đấy tạo ra cái bửng trắng đúng không, để nó kháng khuẩn, kháng viêm. Thế còn tiểu cầu là gì? Tiểu cầu là có tác dụng là sửa lại những cái lỗi do cái vấn đề vết thương hở, ví dụ như đứt gãy collagen này, đứt gãy mạch máu này, thì tiểu cầu nó sẽ có tác dụng đấy. Thì cái huyết tương dầu tiểu cầu có nghĩa là người ta tách huyết tương của mình ra, người ta tách riêng cái tiểu cầu, tách riêng tiểu cầu, người ta quay ly tâm, sau đấy người ta dùng chất hoạt hóa để người ta lấy cái tiểu cầu, người ta lan kim, người ta tra lên mặt của mình trong những vùng nào mà da mình nó bị mỏng. Thì đấy là cái cơ chế về lý thuyết, về cái cơ sở khoa học nó là như vậy. Thế thì bây giờ bạn có hỏi là đã dùng nhiều lần và bây giờ thấy cải thiện, mà bạn hỏi là có dùng được nhiều lần hay không, thì mình nói các bạn là nếu có điều kiện kinh tế các bạn cứ làm. Bởi vì sao? Bởi vì da chúng ta lúc nào nó cần tái tạo nhá. Cho nên là về cái vấn đề mà sử dụng cái PRP thì rất là ok. Chào Đỗ Hằng, chào Xuân Hoàng, chào bạn Nhi Yến, cho em, bạn Nhung Quách, cho em hỏi bác sĩ, da mặt em dị ứng mỹ phẩm làm sao hết, uống thuốc không hết bác sĩ ạ? Cái vấn đề da mặt của bạn nó bị dị ứng là do gì? Do cái hàm lượng histamine ở trong cơ thể của bạn nhiều, hay là dị ứng do cái cơ địa của da của bạn bị cái hiệu chứng eczema ấy, tức là hội chứng tràm ấy, thì bạn cần phải nói kỹ cho mình xem là dị ứng do cái gì. Ví dụ như một số bạn á là đi nhuộm tóc về sau đấy thì mặt đỏ chót lên như này là bởi vì dị ứng bởi cái thuốc nhuộm tóc. Thì cái cơ chế của cái việc mà chống dị ứng nó khác, mà dị ứng do việc các bạn ăn hải sản các bạn bị dị ứng nó khác, mà dị ứng do các bạn dùng mỹ phẩm đúng không? Thì cái mỹ phẩm đấy, trong cái thành phần mỹ phẩm đấy nó có cái gì, thì bây giờ các bạn có thể là chụp cái thành phần mỹ phẩm bạn gửi sang cho mình, sau đó chụp ra mặt bạn gửi cho mình để mình xem. Nguyễn Thành Nguyệt, da mặt em dạo này xuất hiện nhiều đốm nâu. Đốm nâu thì em phải phân biệt được nó là nám mảng, nó là nám nội tiết, là nám đốm ấy, hay là nó là tàn nhang. Nếu như tàn nhang thì cách xử lý nó khác, mà nám mảng nám nội tiết thì cách xử lý nó khác nhé. Bộ sản phẩm chữa nám, bạn Ngọc bảo bộ sản phẩm chữa nám nặng, nám lâu năm là như nào vậy em, bao nhiêu tiền vậy nhỉ? Về sản phẩm thì em đã nói là mình sẽ không có nói trên chương trình của mình nhé, thì chị có thể chat ở đấy thì bên chuyên gia sẽ giúp cho chị. Mình đang xài có 1 năm, vài tháng nữa mình đi Mỹ định cư, mình có thể xài Facebook khi ở ra nước ngoài sống không? Xài sản phẩm thì đâu có phụ thuộc vào Mỹ hay Việt Nam đâu. Sản phẩm của Mỹ bán sang Việt Nam dùng được thì tại sao của Việt Nam lại không bán sang Mỹ dùng được? Bác sĩ cho em hỏi, mình bạn thám trần uống bột mầm đậu nành cơ thể có mát không, có cải thiện làn da được không? Cái mầm đậu nành á, mầm đậu nành thì chủ yếu nó là protein động vật, protein thực vật, bởi vì đậu là một trong những cái họ mà có nhiều protein thực vật nhất. Cho nên các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều hãng, ví dụ như Nutrilite là người ta sản xuất cái protein á, chủ yếu là chiết xuất từ đậu nành. Thì cái cơ chế của cái việc mà hình thành cái sợi collagen trên da chúng ta này, thì đầu tiên là protein mình hấp thu qua đường thức ăn, sau đấy nó sẽ được men tiêu hóa chặt chém ra thành 23 loại amino acid, và sau đấy nó tổng hợp lại thành peptide, và sau đấy nó chuyển hóa lại thành protein của chính cơ thể. Và cái lượng protein đầy đủ ấy, thì nó sẽ hình thành nguyên bào sợi, và từ nguyên bào sợi nó hình thành được cái mô da, hay là nó đúng hơn là cái sợi collagen của da. Có nghĩa rằng là protein mà mình ăn uống hàng ngày nó chính là cái tiền tố đầu tiên để mà hình thành ra các cái sợi collagen ở trên da của mình. Có nghĩa là càng cung cấp được nhiều protein thì càng tốt. Thế nhưng mà trên da của chúng ta ấy, thì nó lại thích hợp hơn đối với protein đến từ động thực vật.
Còn cái protein về đến từ động vật thì có vẻ nó sẽ tốt cho vấn đề cơ bắp hơn. Thì bạn uống cái mầm đậu nành này cực kỳ tốt. Nếu như có điều kiện bạn uống cái mầm đậu nành này là cực kỳ tốt. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là nếu như bạn muốn cái quá trình mà nó tái tạo collagen nó nhanh ấy, thì bạn uống thêm vitamin C. Bởi vì vitamin C nó sẽ là chất xúc tác mà nó giúp cho quá trình này tăng lên gấp 8 lần cái tốc độ của nó. Mình bị tàn nhang do nội tiết, nhờ bạn tư vấn. Tàn nhang thì không thể nào do nội tiết được chị Nga Nguyễn nhé. Bây giờ chị phải xác định được là cái thể nám của chị á, nó là do vấn đề nám mảng hay do vấn đề tàn nhang. À xin lỗi, do vấn đề nám nội tiết hay vấn đề tàn nhang, bởi vì rất nhiều người nhầm lẫn. Và ở tại một số spa thì khi xác định nhầm cái thể này thì nhiều khi là họ điều trị nó cũng sai cách và gây tình trạng tăng sắc tố. Cho nên là đầu tiên chị phải xác định được là nám của chị là nám nội tiết hay tàn nhang. Còn chị bảo là nội tiết bị tàn nhang thì nó là không đúng. Lan Bùi, anh ơi cho em hỏi, cháu bị mụn đỏ có vảy trắng mọc từ chân lên mặt, mụn to nhất bằng hạt ngô hoặc to hơn một chút, không đau, không ngứa, như vậy cháu bị bệnh gì ạ? Anh tư vấn cho em. Ok, bây giờ Lan Bùi nhá, thì bạn có Hà Nội không? Nếu bạn Hà Nội thì những cái bệnh lý mình nói lúc ban nãy đấy, bệnh lý về da liễu y tế thì bạn buộc bạn phải đến mình thăm khám trực tiếp. Nhưng còn nếu như bạn tư vấn qua internet này thì không thể nào mà giúp được bạn. Bác Huy Jin, chào chị. Ok bạn. Anh ơi cho hỏi, bị viêm da cơ địa, ngứa nổi mề đay ở vùng, có dùng vỗ được kem ngày của body không ạ? Cái viêm da cơ địa ấy là một cái bệnh mà nó chủ yếu là nó do cái việc mà cái hệ mạch ở dưới da chúng ta nó không ổn định. Tức là cái vấn đề này là của da liễu y tế, thì các bạn có thể là đến bệnh viện da liễu thì có thể là người ta sẽ kê cho các bạn một số những cái dạng đơn mà có chứa những cái hoạt chất điều trị nấm, họ nhà nazone, ví dụ như thể là metronazone này, itraconazone hoặc là ketoconazone, là những cái dạng điều trị nấm. Thế nhưng mà thực tế thì mình nhận thấy rằng là nếu như viêm da cơ địa mà kê những cái dạng thuốc đấy ấy, thì thấy cái khả dụng của nó rất là thấp. Thế nên cho nên là bây giờ tốt nhất là bạn không nên dùng cái kem vỗ body, bởi vì trong những cái dạng kem vỗ body thì nhiều axit, nó sẽ làm cho cái hệ mạch ở dưới da của bạn nó càng rối loạn hơn. Nên tốt nhất thì bạn, nếu như bạn ở Hà Nội thì bạn phải qua mình để mình khám cho bạn, để mình xem. Sau đấy thì nếu như mình không giải quyết được sẽ có những người thầy của mình giải quyết giúp cho bạn. Da bị tàn nhang từ lúc 15 tuổi, giờ em 35 tuổi cũng bị, có nhiều nấm tấm vùng quanh mắt, nhờ vẫn cách điều trị. Ok, về cái vấn đề tàn nhang thì tàn nhang của bạn mà bị trước 15 tuổi á, thì có nghĩa rằng là bạn đã bị tàn nhang do vấn đề di truyền. Thì bạn phải xác định tâm lý trước, là trong rất nhiều những chuyên đề hỏi đáp trước thì mình đã nói các bạn đúng không, là đối với tàn nhang do vấn đề di truyền là khoa học ngày nay chưa thể tìm ra cách giải quyết được. Thế nhưng mà đối với mỹ phẩm hay đối với những công nghệ tại spa thì nó có thể giải quyết tạm thời. Có nghĩa là bạn bôi những dạng kem mà có cơ chế điều trị nám thì cái tàn nhang này sẽ hết, nhưng khi bạn ngưng thì cái tàn nhang nó sẽ quay trở lại. Bởi vì cái tàn nhang do di truyền nó ở trong gen, trong cái gen lỗi của mình ấy. Như con người chúng ta là 20 mấy cặp gen đúng không, 23 cặp gen thì phải. Thì người ta có nói rằng là trong số cặp gen đấy thì có những cái cặp gen mà quyết định đến vấn đề sắc tố. Thì những cái cặp gen quyết định vấn đề sắc tố này nó sẽ nó bị lỗi thì nó khiến cho bạn bị cái vấn đề tàn nhang này. Thì cái vấn đề gen là con người mình chưa thể can thiệp được. Nguyễn Thành Nguyệt tư vấn em số điện thoại. Ok thì bạn Nhi Yến, mình có thể xài tiếp Comonam khi qua Mỹ sinh sống không anh? Đương nhiên là được, thì mình nói ban nãy đấy là cái sản phẩm nó không liên quan đến địa lý mà. Đã chia sẻ, ok. À Huyền, hỏi nhiều nhé. Ok bạn. Ok, bây giờ có rất nhiều câu hỏi, thực tế là quá nhiều câu hỏi luôn ấy. Mà mình bây giờ đã là mấy giờ? 8 giờ 15, thì thông thường là mình live stream 90 phút đúng không? Là bằng một trận đấu bóng đá. Thì sẽ còn 15 phút nữa để mình trả lời cho tất cả các bạn tiếp. Mặt bạn Hồng Nhi, mặt em bị bào mòn do mỹ phẩm trị mụn Bảo Lâm đã 7 năm nay. Giờ da rất yếu, hay bị đỏ mặt và mặt luôn có cảm giác châm chích. Em phải làm sao để phục hồi da như ban đầu ạ? Da mặt bạn bị mụn, bị mài mòn do sử dụng Bảo Lâm, giờ da mặt yếu đỏ mặt. Như mình nói đấy, thì bây giờ tốt nhất là bạn sẽ sử dụng cái liệu pháp PRP. Tức là cái biện pháp PRP nó vẫn là một cái liệu pháp mà có thể nói rằng là đến thời điểm hiện tại, đối với cá nhân mình đánh giá, nó vẫn là phương pháp tái tạo da tốt nhất. Thì bạn có thể đến một spa thẩm mỹ viện nào đấy để họ sử dụng cái biện pháp PRP. Tức là họ sẽ lấy máu tự thân của bạn, sau đấy họ tách tiểu cầu ra, họ quay ly tâm. Họ quay ly tâm để tách tiểu cầu, sau đấy dùng chất hoạt hóa canxi clorua thì người ta sẽ lấy được cái tiểu cầu đấy và họ lăn kim lên cái vùng da bạn bị suy yếu á, để cho cái làn da của bạn nó khỏe lên. Thì khi da của bạn nó dày lên, nó sẽ không bị hiện tượng châm chích này nữa nhé. Bạn cho mình hỏi, bị vẩy phấn hồng bôi thuốc gì khỏi ạ? Bị vẩy phấn hồng, chị phải chụp ảnh để em xem là cái vẩy phấn hồng của chị là
do cái cơ địa hay là do cái việc mình sử dụng mỹ phẩm sai. Cho em hỏi bạn Nguyễn Thị Hồng Yến, cho em hỏi sản phẩm của Femax có thành phần từ đâu ạ? À? Em bị nám không hết. Cái thành phần từ đâu thì đương nhiên là nó là cái vấn đề bảo mật của công ty, của nhà máy rồi. Thế còn về cái vấn đề mà em bị nám có dùng hết được không ạ, thì sẽ có chuyên gia tư vấn giúp cho bạn về vấn đề này, về sản phẩm nhé. Sản phẩm thì mình hạn chế mình nói ở đây. Bé nhà chị được 12 tuổi, chị đang sử dụng combo 5 chị nám về. Vậy để sau da bé có bị ảnh hưởng hay bị bắt nắng thì không? À, bé bị 12 tuổi sao chị lại cho dùng combo 5 là sao? Bị nám à hay bị sao? Không, 12 tuổi mà đã bị nám mà đã cho dùng cái sản phẩm là sao nhỉ? Chị tỉnh Lê nhá, chị phải gửi cái ảnh của cháu, hoặc là chị nêu rõ cho em là tại sao chị lại quyết định dùng combo 5. À, thời gian gần đây mình đã lên rất nhiều mụn, bạn Nguyễn Thủy Lập, và toàn mọc ở cằm. Cái mụn mọc ở đâu á thì nó cũng không quan trọng nhiều đâu, cái quan trọng nó là mụn gì. Tức là sao? Trên da mặt chúng ta nó sẽ có thường có hai cái loại mụn chính, một là mụn viêm và hai là mụn không viêm. Mụn viêm là những dạng mụn đầu là những dạng mụn mà có hiện tượng sưng tấy đỏ và có mổ. Thì đối với những cái dạng mụn này ấy, thì cái cách điều trị của các bạn là có thể sử dụng kháng sinh, có thể sử dụng những cái hoạt chất ở trong mỹ phẩm như benzoin peroxide, retinol, acid salicylic để làm gì, để tiêu diệt cái vi khuẩn đấy đi. Đấy. Thế còn đối với dạng mụn không viêm á thì các bạn cần phải thay đổi cái thói quen ở tại nhà của mình. Thường cái mụn không viêm là mụn đầu trắng, mụn cám, mụn bã nhờn, đúng không? Thì những cái dạng mụn này ấy, thì thường cái thói quen của chúng ta là thường xuyên để da mặt mình tiết nhiều dầu. Chứ các bạn sẽ thấy là hầu hết cái người da dầu á là cái nám, cái mụn nó nhiều hơn người da khô, là bởi vì sao? Bởi vì da mặt của họ nhiều dầu. Thì bây giờ bạn phải sử dụng những cái liệu pháp để kìm dầu. Có thể là ở bên trong bạn uống viên kẽm hoặc là vitamin A. Còn ở bên ngoài ấy, thì bạn sẽ sử dụng những cái sản phẩm có cái thành phần của chất kìm dầu, ví dụ như acid azelaic này, acid salicylic này. Hoặc là bạn cần phải thay đổi một số những cái thói quen tại nhà, ví dụ như thay đổi về cái thói quen sử dụng sữa rửa mặt, thay đổi từ sữa rửa mặt dạng có bọt sang dạng không bọt để không bị mất nước. Hoặc là bạn phải sử dụng những cái sản phẩm mà có cái thành phần AHA, BHA để nó giúp cho, các bạn sử dụng những cái sản phẩm thăng bằng da để nó thăng bằng lại cái dầu nước ở trên da của bạn. Hoàng Thị Hiền, tế bào gốc có giúp trị thâm và mụn được không ạ? Không bạn nhé, tế bào gốc không giúp trị thâm và mụn. Cái thâm của mụn á, nó khác so với cái vấn đề nám da. Nhiều bạn thì không hiểu tại sao mà các bạn đi sử dụng cái sản phẩm trị nám da cho điều trị thâm, thì các bạn thấy rằng là ok, nó cũng có tác dụng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì trong những cái sản phẩm nám da thì nó cũng có axit, nó cũng tẩy đi một phần. Nhưng mà cái cơ chế trên thực tế á, thì nó như thế là phi khoa học. Bởi vì sao? Bởi vì cái nám da hay cái tàn nhang của mình là do cái melanin, còn cái mụn thâm của mình là do cái hemoglobin ở trong máu của chúng ta, nó gặp oxy và nó chuyển thành màu thâm. Thế các bạn sẽ thấy là mình cắt tiết gà, đúng không? Cắt tiết gà thì mình thấy là chảy ra nó màu đỏ, nhưng để một lúc sau thì nó chuyển thành màu đen. Là bởi vì sao? Bởi vì cái máu nó gặp cái hemoglobin ở trong máu gà nó gặp cái oxy ở trong không khí thì nó chuyển thành CO2 trong không khí thì nó chuyển thành màu đen. Đấy, thì cái mụn thâm của chúng ta thấy, các bạn nặn mụn ra các bạn thấy nó chảy máu, sau đấy mấy ngày sau thì các bạn thấy là cái mụn nào mà máu chảy càng nhiều thì thâm càng to, đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì cái phần máu đấy nó gặp CO2 trong không khí và hemoglobin nó chuyển thành màu đen. Thì cái thâm đấy nó khác so với cái nám hay khác với tàn nhang, cho nên nếu như các bạn dùng tế bào gốc để mà trị thâm thì nó sẽ không có tác dụng, bởi vì cái tế bào gốc nó chỉ là tái tạo phục hồi cái trung bì da thôi, chứ thực ra nó không có điều trị thâm. Các bạn phải dùng những sản phẩm có B3, có B5, hoặc là các bạn dùng những cái sản phẩm có acid salicylic, acid glycolic, tức là những cái sản phẩm chứa cái nhóm acid hữu cơ thì nó sẽ giúp tẩy cái tế bào chết các bạn đi nhiều, thì cái vết thâm các bạn sẽ nhanh. Bác cứ dùng uống bổ sung collagen. Bạn Ngát Đoàn, mình dùng bộ combo 5 bên bạn nhưng mình chỉ dùng được tế bào gốc và serum với kem F1 và F2 thì có được nám không, còn kem thẩm thấu kết hợp ngày và đêm thì bị mẩn ngứa. Ok, về vấn đề sản phẩm thì sẽ có chuyên gia giúp cho bạn nhé. Tại vì là sản phẩm lúc giờ mình nói trả lời mấy câu đấy. Park Hyun, uống thuốc bổ sung collagen liên tục có sợ ảnh hưởng đến gì không thưa bác? Collagen thì không sao. Bản thân collagen nó thực ra nó là một dạng peptide. Các bạn hiểu rằng là trong cơ thể chúng ta ấy, nó cái quá trình để mà tạo ra cái collagen ở trên da chúng ta nó như này này. Đầu tiên nó là protein, đúng không? Sau đấy thì nó chuyển thành một dạng là amino acid,
Đấy, amino acid này là cái mà trong cơ thể chúng ta sau khi mà mình ăn cái đậu hoặc là ăn cái thịt bò, thịt chó, hải sản vào ấy, là nó có rất nhiều những cái protein trong đấy thì nó chuyển thành amino acid nhờ vào cái men tiêu hóa. Thì amino acid này nó chuyển thành một cái gọi là peptid. Đúng không? Thì cái peptid này là một chuỗi của amino acid. Và cái peptid này nó polymer hóa thì nó chuyển thành protein. Có nghĩa đây là một cái chu trình. Tại sao mà nhiều người hỏi là ăn thịt gà nhiều thì nó chuyển hóa trong cơ thể chúng ta để tại làm sao mà ăn thịt gà nhiều hoặc là ăn những cái sản phẩm protein từ động vật thực vật nhiều thì lại tốt cho da là bởi vì sao? Bởi vì cái đơn giản là cái chu trình chuyển hóa nó như này. Đây em che mắt chữ không biết có thấy không nhỉ? Protein từ cái nguồn thức ăn đúng không? Nó bị cắt bởi cái enzyme tiêu hóa. Nó chuyển thành amino acid. Amino acid này nó trùng hợp hóa chuyển thành polymer chuyển thành peptide, xin lỗi các bạn. Peptide này nó polymer hóa, nó chuyển thành cái gì? Protein. Đấy, thì đây là cái quá trình từ cái thịt gà nó chuyển thành thịt người là qua quá trình này. Thì bây giờ bạn uống cái collagen ấy, thì trên thực tế cái collagen người ta sản xuất cho các bạn nó chính là cái peptide này. Các bạn hiểu chưa? Thì uống được cái peptide này vào thì nó không cần phải qua quá trình tiêu hóa nữa, mà nó là một dạng peptide, và khi mình uống vào cơ thể ấy, thì nó đã được gọi là gì nhỉ? Nó đã được sản xuất ra gần thành cái protein rồi. Đấy, protein này thì nó chuyển thành cái gì? Collagen. Đây chính là cái thứ chúng ta cần. Các bạn thấy không? Đấy. Đầu tiên là mình ăn cái protein đến từ nguồn thực phẩm nhé. Sau đó nhờ cái enzyme tiêu hóa này chuyển hóa thành amino acid. Amino acid này nó liên kết với nhau tạo thành cái chuỗi peptide. Và peptide này nó liên kết với nhau tạo thành protein. Và protein này liên kết với nhau tạo thành collagen. Hiểu nôm na là như vậy. Thì đấy chính là quá trình từ cái thịt gà mà chuyển thành thịt người ở chỗ này. Các bạn hiểu chưa? Thì nó là một cái chuỗi như này. Thì cái collagen mà người ta bán ngoài thị trường các bạn đấy chính là cái này. Có nghĩa là không bắt cơ thể chúng ta phải tiêu hóa qua enzyme tiêu hóa nữa, mà khi uống vào thì nó đã là một cái dạng peptide rồi, và uống vào thì nó trở thành collagen rất là nhanh. Cho nên là các bạn uống những cái sản phẩm đấy là bởi vì như vậy. Da mình bị yếu cấy máu tự thân thì da khỏe? Không phải là cấy máu tự thân, mà là phương pháp dùng cái máu tự thân để quay ly tâm, lấy ra cái tiểu cầu ở trong máu và lăn kim để tra nó lên. Thì cái tiểu cầu là tác dụng gì? Tiểu cầu là tác dụng là sửa mạch máu, sửa lại lỗi và làm dày da. Thì cái tiểu cầu ở trong máu của chúng ta ấy, nó sẽ giúp cho đấy, chứ không phải là nhiều bạn bảo là lăn kim tra máu lên thì không có. Anh ơi, dùng sản phẩm bên mình có đẩy chân nám lên không? Cái đẩy chân nám là một cái khái niệm mà nói chung mình nghe nó rất là nó rất là không có khoa học. Cái khái niệm đẩy chân nám là một cái gì đấy mà người ta hơi ngụy biện, không có khái niệm đẩy chân nám đâu bạn nhé. Uống vitamin E lâu dài có ảnh hưởng đến sức khỏe không bác sĩ? Vitamin E thì nó cũng giống vitamin C á. Nó có dạng của dược phẩm và có dạng của thực phẩm chức năng. Nếu như nó là dạng thực phẩm chức năng bạn uống vô tư không sao. Còn nếu nó là dạng dược phẩm thì cần phải có sự kê đơn của bác sĩ. Mít hàm mít anh ơi, nám chân sâu một năm có thấy bảo gốc ổn không ạ? Ok bạn, về vấn đề sản phẩm thì có chuyên gia Facebook sẽ giúp bạn. Bây giờ dài dạng serum rượu trắng bạn Sang Nguyễn, rượu trắng tối huyết thanh luôn được không bác sĩ? Ok, xài cái serum dưỡng trắng và cái huyết thanh ok mà. Ok, chào bạn Nga Nguyễn, chào bạn Thu Miu, chào bạn Út Cùng. Ôi, chết nhiều câu hỏi quá nhỉ. Cho mình hỏi, trước đây da mình nhờn nhưng giờ lại rất khô, có phải bị lão hóa không? Da bạn nhờn á, mà trước đây bạn khô á, da bạn trước đây nhờn mà bây giờ khô á, có thể là trong cái thành phần của cái thuốc tây bạn uống trong quá trình đấy nó có thành phần của agnotin, thành phần của isotretinoin trong cái thuốc mà có thể là thuốc trị mụn. Nhiều bạn thì sử dụng cái thuốc trị mụn mà có thành phần của isotretinoin hoặc là tretinoin hoặc là retinoin á. Các bạn uống những cái sản phẩm đấy nhiều vào thì thường nó sẽ làm cái tuyến bạn nhờn của mình nó ngắt, nó không hoạt động được. Cho nên là da các bạn sẽ bị khô. Cho nên là các bạn ngân kim thì mình nghĩ rằng là trong quá trình từ cái giai đoạn đấy đến bây giờ bạn đã sử dụng phải những cái sản phẩm mà có thành phần của agnotin rồi, có thành phần của isotretinoin trong thuốc agnotin rồi. Môi nứt nẻ quanh năm mà còn bị ngứa nữa, bạn bôi cái Vaseline. Vaseline là một cái dạng, một cái tên sản phẩm trên thị trường thì người ta cũng có một cái sản phẩm có tên là Vaseline ấy. Còn thực ra Vaseline là tên của một cái thành phẩm trong mỹ phẩm. Vaseline là một cái chất nó cũng giống như thể là cái nền aqua gel ấy, tức là nó hơi nhầy nhầy này, nó giống một cái dạng mỡ đến từ động vật ấy. Thì cái thành phần Vaseline nó sẽ giúp cho bạn được cái vấn đề mà môi bị nứt nẻ và bị ngứa nhé. Bùi Thị Tuyết Nhung, có mụn đầu đen thôi, có dùng chống nắng vật lý được không ạ? Hạn chế, hạn chế. Dùng chống nắng thì bây giờ
có rất nhiều cái dạng bào chế chống nắng và dạng nano á, thì nó cái chống nắng vật lý này nó tương đối là không gây bít tắc. Nhưng mà nếu như chị bị mụn đầu đen này, mình khuyên các bạn bị mụn đầu đen này, thì các bạn dùng bất kỳ một cái mỹ phẩm nào các bạn cũng phải tẩy trang. Sau cái buổi hôm đấy các bạn tập trung vào tẩy trang thì các bạn sẽ không có bị cái tình trạng mụn đầu đen. Còn nếu như mình đã bị mụn đầu đen mà mình lại còn tẩy trang nữa thì thực sự mình không tẩy trang nữa thì thực sự là thảm họa. Sang Nguyễn, serum dưỡng trắng có dưỡng ẩm không bác sĩ? Có chứ, nó có HA mà. Mình bị tàn nhang được vài năm rồi ạ, mong bác sĩ tư vấn. Tàn nhang thì trả lời quá nhiều rồi, bạn chỉ khó bạn kéo lên để bạn xem bạn út cùng nhá. Mình bị nám nội tiết nhưng chưa dùng mỹ phẩm nào, chỉ dùng các thì có nên tẩy da chết không? Cái vấn đề tẩy da chết và cái vấn đề nám nội tiết nó chả liên quan đến nhau cả, nó chỉ là cái vấn đề của ấy thôi. Nó là vấn đề của cái vấn đề mà tẩy da chết ấy, nó là vấn đề của cái lớp keratin. Còn cái vấn đề nám nội tiết là vấn đề của cái túi melanocyte ở dưới da chúng ta bị rối loạn, thì hai cái việc đấy là không liên quan. Cho nên tóm lại là chị bị nám nội tiết, chị tẩy da chết bình thường. Út cùng cho mình xin địa chỉ phòng khám. Mình ở Hà Nội, 137 Hồ Tùng Mậu. Bạn đến đấy thì gọi vào 1903 119, đó là số tổng đài bên mình. Mình trả lời nhanh nhé. Tôi bị nám trước sinh, sau sinh nám có giảm được 70%, nhưng công việc tôi luôn ngoài trời, vậy có nên dùng trị nám không? Nếu như nám của chị á, chị Trần Hương á, hôm trước cũng có một bạn hỏi là tự nhiên để một thời gian thì nám nó hết. Tức là có những bạn ấy, tự nhiên cứ để một thời gian nó nám nó tự hết, thì mình nói các bạn không cần phải điều trị gì cả. Bây giờ bạn tốt nhất bạn tập trung cho những cái sản phẩm làm sạch da, cho những sản phẩm chống nắng để nám nó không phục hồi trở lại thôi. Tức là bây giờ bạn Trần Hương bạn chọn cho mình một kem chống nắng vật lý để cho cái nám của bạn nó không phục hồi trở lại, nó không bị tái trở lại thôi, chứ còn không cần bạn phải dùng cái gì để trị nám cả, tốn tiền nhé. Viêm chống nắng ở viêm chân lông ở cánh tay và chân thì bây giờ làm như thế nào? Ok bạn Nguyễn Phương thì như lúc giờ hỏi mấy câu đúng không? Sao nhiều bệnh đấy? Bạn gửi ảnh cho mình xem đi. Trong trường hợp mà cái vấn đề mà da liễu y tế thì bạn có thể bạn phải đến để mình khám. Cảm ơn em nhiều nhé. Ok chị Ánh Nguyệt. Dùng serum của Vmax có dùng duy trì được dài không? Dùng quanh năm được. Serum Vmax có những người dùng đến 2-3 năm bình thường có gì đâu. Bởi vì là nó thực ra thành phần của nó là đều những thành phần dưỡng cả mà. Hình Vân hình như là ngày trước làm Vmax đúng không? Trẻ mới ở Ánh Nguyệt, trẻ mới ở tuổi dậy thì ở tuổi dậy không chữ thì nhỉ? Da mặt lúc nào cũng có mụn thì nên bổ sung uống vitamin có tốt không em? Cảm ơn em nhiều. Cái vấn đề bổ sung vitamin á thì nó không ảnh hưởng đến vấn đề tuyến bạ nhờn, bởi vì như em nói đấy, cái tuổi dậy thì cái tuyến bạ nhờn nó bị tăng tiết là bởi vì cái testosterone ở trong cơ thể nó, tức là cái nội tiết tố cái androgen nó chuyển hóa thành testosterone quá nhiều, chứ nó không liên quan đến vitamin. Còn chị muốn cho cháu uống vitamin ấy, thì tốt nhất là cho cháu uống những dạng vitamin C, thì thường là vitamin C nó có tác dụng là thải độc gan mà, thì nó cũng có phần tốt cho cái vấn đề của mụn. Anh Nguyễn sao? Một số bạn mà hỏi về sản phẩm thì mình xin phép là mình sẽ đưa cho các bạn chuyên gia trả lời giúp các bạn nhé. Bởi vì là trong chương trình của mình thì mình không muốn nói về sản phẩm quá nhiều, thì sợ là nhiều khi một số bạn mới vào lại nghĩ là đây là chương trình quảng cáo, nó không có hay lắm. Thì sẽ có những chuyên gia gọi điện trực tiếp cho các bạn để giúp cho các bạn giải quyết những vấn đề đấy. Bị u hạch nếu dùng viên uống trị nám thì cần tránh những thành phần nào vậy ạ? Cái viên uống trị nám á, thì bây giờ chị chỉ cần tránh cái vitamin B. Bởi vì cái nhóm vitamin nhóm B á, thì những người ung thư là không uống được, những người bị u là không uống được, bởi vì nó làm cho nhân cái tế bào nó lên nhanh rất nhiều lần. Cho nên là ngày trước có một số những cái trường hợp, một số ca mà bị cái tình trạng là bị ung thư gan này, ung thư thận này, ung thư gan này, ung thư phổi này, thì uống vitamin B vào bình thường bác sĩ chẩn đoán là sống được thêm 2 năm nữa, nhưng uống cái vitamin B vào nhiều thì uống sống chỉ được có 7 tháng đến 1 năm là chết thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì cái vitamin B là cái mà nó làm cho cái tế bào ung thư của mình nó gia tăng nhanh. Cho nên tóm lại là đối với những cái vấn đề đấy là vấn đề của y tế thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho chị. Nhưng mà với cái sự hiểu biết của em á, thì vitamin B là cái vitamin mà thường nó sẽ làm cho những cái tế bào u, tế bào của ung thư của mình nó gia tăng nhanh. Đấy, thế còn những cái vấn đề sâu xa hơn thì sẽ có bác sĩ chỉ dẫn cho chị. Còn về cái sự hiểu biết của em thì em tư vấn cho chị như vậy, trong cái giới hạn hiểu biết về da liễu của em. Mình có tiền sử nhiễm corticoid, nay bị nám, đang dùng Comonam, mình thấy cũng mờ như nổi trên trán, có mờ nhưng mà có chữa isopropyl alcohol, chất này sử dụng lâu dài quá. Isopropyl alcohol là một dạng cồn, và nó là một dạng cồn bay hơi để mục đích
cái cồn khi người ta bỏ vào một số mỹ phẩm á, thì nếu như những sản phẩm mà dạng cân bằng da thì thành phần cồn này nó sẽ là chứa khá nhiều. Nhưng mà những cái sản phẩm kem thì các bạn sẽ thấy là trong thành phần nó mình đọc sẽ thấy có cồn, đúng không? Thì cái cồn này thứ nhất là để tạo ra mùi hương. Trong những cái dạng nước hoa người ta bỏ cồn vào để tạo mùi hương. Còn nếu như cồn người ta bỏ vào với mục đích để làm cho đỡ nhớt cái kem, các bạn biết là cái kem của mình khi mà mình dùng dầu và nước để pha vào nhau trong chất nhuộm hóa thì thường là sau khi pha xong thì thường nó sẽ bị nhớt. Nếu như trong cái ngành gia công mỹ phẩm, nhiều bạn ở đây thì sẽ biết đúng không? Thì người ta sẽ bỏ cái thành phần của cồn vào để làm gì? Để nó chất đỡ nhớt cái kem, khi chúng ta dùng nó khỏi bị đỡ bị nhớt, bị khó chịu. Chứ còn trên thực tế thì nếu như những cái sản phẩm mà có isopropylene glycol á, alcohol á, thì thường là nó cũng sẽ gây ra cái hiện tượng kích ứng da của mình. Thì nếu như chị dùng nhiều thì sẽ gây hiện tượng là bong da hoặc là khô da. Thì những cái sản phẩm mà nếu như cái thành phần cồn này nó ghi ở cuối thành phần thì không sao, nhưng nếu ghi ở đầu, nhóm đầu của thành phần á, thì chị phải cân nhắc là không nên dùng nó quá nhiều nhé. Mình bị nám chân sâu Bird Harry điều trị được 5 tháng bằng phương pháp mesotherapy mesosua mà mới bớt được 60%, giờ điều trị nám nữa có dùng áo được không? Chị phải gửi ra mặt để em xem cái nền da của chị như nào, nếu nền da khỏe thì có thể sử dụng được. Nguyễn Thủy em chào anh, ok chào bạn Huyền Ruby. Nguyễn Thủy, ở mũi lỗ chân lông to hay bị đổ dầu nhiều, anh tư vấn cho cách khắc phục. Lúc trước mình nói về vấn đề lỗ chân lông to đúng không, có 3 trường hợp. Một là trường hợp có 4 trường hợp thì đúng hơn, 4 trường hợp. Một là lỗ chân lông to do có dị vật của kem chống nắng, kem make up, kem nền, kem BB để lại, thì các bạn cần phải tẩy da chết nhiều và các bạn cần phải xông mặt để hút nó ra. Sau đấy dùng sản phẩm của vitamin B8, tức là Meriton, thì nó sẽ giúp cho cái da Eritone thì đúng hơn. Eritone nó sẽ giúp cho da các bạn xe khít lỗ chân lông lại. Còn trường hợp thứ hai là lỗ chân lông to do cái sợi lông to. Sợi lông mà to thì giống như những người đàn ông, ví dụ như nam giới mình này, cạo râu đi nhưng mà vẫn thấy sợi lông to là bởi vì vẫn thấy lỗ chân lông to là bởi vì sợi lông của mình to, đúng không? Sợi lông to thì nó gây ra lỗ chân lông to thì các bạn phải triệt lông. Thế còn trường hợp thứ ba là lỗ chân lông to do cái việc là mình tiết dầu quá nhiều á, thì ở trong trường hợp này mình nghĩ là bạn ở trong trường hợp thứ ba, thì do cái việc mình tiết dầu quá nhiều thì cái lỗ chân lông nó phải làm việc quá nhiều để nở ra. Thì trong công việc này thì các bạn cần phải kìm dầu, thì ở bên trong bạn sẽ uống cho mình là cái viên kẽm mua ngoài hiệu thuốc. Còn ở bên ngoài thì bạn sẽ sử dụng những cái sản phẩm của acid salicylic để kìm dầu này, acid azelaic để thăng bằng sừng hóa này, hoặc là bạn thay đổi cái thói quen cho mình là từ sữa rửa mặt dạng có bọt sang dạng không bọt để tránh sử dụng xà phòng. Thứ hai là sau khi sử dụng xong á, thì bạn cần phải sử dụng một cái toner để nó cân bằng lại da. Và thứ ba nữa là bạn cần cấp ẩm nhiều cho da, ví dụ bạn dùng dạng xịt khoáng này, thường xuyên xịt vào phần mũi này của mình để nó không mất nước, thì khi không mất nước da bạn sẽ không tiết dầu nữa nhé. Ôi chết rồi, mệt quá. 8:32, còn rất nhiều câu hỏi, mình xin phép là mình sẽ ngưng cái live stream ở đây nhé, bởi vì nếu như mà mình trả lời hết thì thực sự là nếu có thể là ok, bây giờ các bạn nhiệt tình quá mình trả lời thêm tí nữa. Rồi ok, bạn Chu Ngọc Ánh này, mình trả lời hết cái lượt này nhé. Em hỏi nữa anh ơi, em được tư vấn dùng kem nâng tông đó nhưng da em bong ra như thế thì giờ em phải làm thế nào? Em có nên dùng nữa không? Em dùng bôi kem chống nắng của hãng luôn. Em thì nghĩ da em bị nắng nhưng tư vấn da không đều màu là sao ạ? Em cảm ơn. Bây giờ Chu Ngọc Ánh nhá, em gửi ảnh cái phần mà em đang nâng tông da sang cho anh đi. Và thứ hai là em chụp thật kỹ cái thành phần mà cái kem em đang dùng để anh xem là trong đấy nó có thể nó có một số dạng phenol hoặc là có một số dạng của cái cồn đấy. Cồn như lúc trước mình nói đấy, là khi mà dùng cồn nhiều thì nó có thể là nó sẽ bị cái da của mình bị bong chóc, hoặc là trong đấy có thể là có một số thành phần của cái dạng axit hữu cơ nó làm tẩy cái da của mình. Mình đã chụp ảnh da mặt bị mụn bọc gửi từ hôm trước mà không được nhận câu trả lời từ bên bạn. Ô sao lại như vậy nhỉ? Nếu như bạn nào đang chat với chị An Bình thì các bạn hỗ trợ cho chị ngay đi nhé, để xem kỹ cái phần da của chị. Mình bị nang nước ở ngực, bị nhân tuyến giáp thì uống mầm đậu nành được không? Mầm đậu nành không sao, mầm đậu nành chủ yếu là protein thực vật, không có sao hết, không có vitamin B nhiều. Ok, số lượng câu hỏi quá nhiều, bây giờ mình xin phép ngưng live stream ở đây nhé. Thì đến mai sẽ có một số bạn ở trong cái đội ngũ chuyên gia của mình thì sẽ giúp cho các bạn trả lời, bởi vì cái số lượng câu hỏi quá nhiều, đến tận trăm để mấy người từ ban nãy thì thực sự là rất là khó. Ok, thì chào các bạn nhé. Thì đến hôm sau mình sẽ live stream tiếp, thì đến mai sẽ có đội ngũ chuyên gia sẽ giúp cho các bạn trả lời những cái câu hỏi này. Ok, chào cả nhà.